Chương 1900, rảo bước vào nhị trảm. Đại Hắc Cẩu này quả thực có ý tứ, nó biết rõ Hàn gia nhiều lần bức bách nó, không ngờ lại dẫn mình tới ăn nội tình Hàn gia. Đúng vậy, chuyện này đáng để uống cạn một chén lớn. Các ngươi, Hàn Kỳ còn chưa thốt ra thành lời thì lại nghe được câu đối thoại của một người một chó. Sắc mặt của hắn lập tức chuyển từ trắng sang xanh, tùy thời có thể ngất đi. Đây chính là 10 cái tiên dục chỉ a, không biết cần bao nhiêu ức năm mới có thể chuẩn bị ra. Nếu như hắn không phải là cháu yêu của lão tổ Hàn gia, nhất định sẽ không được đặc quyền tiến vào đây sau khi trảm trần thành công. Thế nhưng cho dù như vậy hắn cũng chỉ có thể tiến vào trong một tiên dục trì mà thôi. Nếu không tất sẽ bị gia pháp nghiêm trị, xử tử là chuyện cũng có khả năng. Hiện tại thì sao chứ, ngay cả 10 tiên dục trì cũng bị hút sạch, các ngươi đi chết đi. Hàn Kỳ rốt cuộc cũng bạo phát, hắn tế ra một lá cờ. Vừa mới ra lập tức có hàn băng chi khí lan tràn, những cây cột trong cung điện, gạch trên mặt đất cũng kết xuất ra một tầng băng dày đặc. Lăng Hàn bước về phía trước một bước, cửu thiên hỏa phát động. Oanh một cái, gió lạnh lập tức bị ngăn cản lại. Hai tay hắn đặt sau lưng, thong thả bước về phía Hàn Kỳ. Cửu thiên hỏa nhảy tí tách, xóa bỏ cảm giác lạnh lẽo, khiến cho hắn có thể bình tĩnh tới gần Hàn Kỳ. Hàn Kỳ cắn răng, dốc sức liều mạng vung vẩy cờ, ý đồ muốn ngăn cản Lăng Hàn. Vô dụng, hắn vừa mới tiến vào nhất trảm, làm sao có thể đấu được với Lăng Hàn. Ngay cả lá cờ trong tay hắn là chuẩn tiên khí cũng vô dụng. Thứ này trong tay hắn tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra uy lực nhất trảm đỉnh phong, ngay cả là cái giám trước mặt Lăng Hàn cũng không phải. Thấy Lăng Hàn đã tới gần, Hàn Kỳ đành cắn răng quay người bỏ chạy. Đây chính là địa bàn Hàn gia, không biết có bao nhiêu cường giả tọa chấn. Há có thể là nơi để cho Lăng Hàn này dương oai. Nhưng mà thân thể hắn vừa mới quay đi đã bị Lăng Hàn nắm cổ. Hắn không khỏi hoảng hốt, không phải hắn lại bị phá hủy thân thể một lần nữa đó chứ. Lăng Hàn không có ra tay, hắn biết nhất định trong cơ thể Hàn Kỳ có thủ đoạn bảo hộ của cường giả. Hắn cũng lười làm như vậy, hắn trực tiếp phong ấn tu vi của Hàn Kỳ, sau đó ném cho Đại Hắc Cẩu. Có biện pháp gì mà dưới tình huống không làm tổn thương tính mạng hắn, có thể khiến cho hắn ta ăn đủ mọi đau khổ hay không? Hai mắt Đại Hắc Cẩu đảo một vòng, lập tức ra vẻ hưng phấn. Giao cho bổn tọa, nhưng nó lập tức biến sắc. Không tốt, tiểu tử này xúc động cấm chế. Đang có cao thủ Hàn gia chạy tới, tranh thủ thời gian chạy thôi. Lăng Hàn gật đầu, tuy rằng bọn hắn chỉ trộm cướp được 2 tòa bảo điện, còn có nhiều nơi chưa có cướp được, nhưng mà không sao. Bọn hắn có thể đấu được với cường giả tiên phủ cấp sao? Rút lui mới là thượng sách, bọn hắn theo đường cũ trở về, sau khi đi ra khỏi đại trận phòng ngự, Đại Hắc Cẩu còn tốn khí lực tu bổ trận pháp. Như vậy Hàn gia căn bản không biết là bọn hắn từ đâu mà tới. Cũng bởi vậy có thể lưu lại một cái cửa, về sau còn có thể tiếp tục từ nơi này tiến vào. Lại một đường trở về cái lùm cây kia, lúc này bọn hắn đã nhìn thấy trên bầu trời thi thoảng có một tên cường giả xẹt qua. Còn có thần niệm mạnh mẽ đảo qua, hiển nhiên cao thấp Hàn gia đã bị kinh động, muốn tìm mấy vị khách không mời là bọn hắn. Truyền tống trận mà Đại Hắc Cẩu tạm thời làm ra chỉ có thể đưa bọn họ chạy tới vạn dặm gần đó, là khu vực bên ngoài Hàn gia. Sau đó bọn hắn lại vòng một đường trở lại, trọng tổ trận pháp, quang mang lóe lên, bọn hắn đã trở về Thương Nguyệt Thành. Sau khi hủy trận pháp này đi, thần không biết, quỷ không hay. Đại Hắc Cẩu cười hì hì mang Hàn Kỳ rời đi, gần nửa ngày sau mới trở lại, Hàn Kỳ lại biến mất không thấy đâu. Nó nói, Cẩu gia đem tiểu tử kia ném dưới hầm cầu, cam đoan Hàn gia cho dù lật tung tiên vực lên cũng đừng mơ tìm được tiểu tử này. Sắc mặt Lăng Hàn không khỏi cổ quái, quả thực, nào có cao thủ tiên cấp nào lại bị ném dưới hầm cầu cơ chứ. Tiên nhân đúng là bất tử, Hàn Kỳ bị trấn áp dưới hầm cầu, vài ức năm cũng khó có khả năng chết. Thực sự vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Đại Hắc Cẩu quả nhiên đen tối tới tột đỉnh, đắc tội với nó hậu quả rất là nghiêm trọng. Lăng Hàn và Nữ Hoàng bắt đầu bế quan, bọn hắn hút sạch 10 tiên dục trì, đây chính là tích lũy mà thế lực tam tinh như Hàn gia không biết phải bao nhiêu năm mới có thể hoàn thành. Đó là thứ chân quý tới bực nào cơ chứ. Một tháng sau, bọn hắn từ trong hắc tháp xuất hiện, lập tức, lôi vân dày đặc. Bọn hắn đều muốn đột phá tới nhị trảm, hai người liên tục đón thiên kiếp, dùng thiên tư yêu nghiệt của bọn hắn đương nhiên có thể nhẹ nhõm vượt qua được. Nhị trảm, bọn hắn đều rất hưng phấn, không ngờ lại nhanh như vậy đột phá lên tới nhị trảm. Đáng tiếc, đây chính là thứ dùng nội tình của một thế lực tam tinh mới tạo ra được. Đương nhiên một mặt khác là vì bọn hắn có luân hồi thụ, khiến cho bọn hắn có thể kịp thời tiêu hóa những chỗ tốt này. Không lâu sau Đại Hắc Cẩu cũng hấp tấp chạy tới, không ngờ nó cũng tiến lên nhị trảm. Đối với yêu cầu này, Lăng Hàn đã triệt để không còn gì để nói. Hàn Hồng Phi đã rời khỏi Thương Nguyệt Thành, vừa vặn lại tới Đinh gia chơi đùa một phen. Lăng Hàn lạnh lùng nói, trước kia hắn chỉ biết Đinh gia không có một kẻ nào là tốt. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ đám người này lại nghét nhiên phát rồ như vậy, còn luyện chế tà vật như vạn quỷ linh. Tà khí như vậy nếu như luyện thành đồng nghĩa với việc có hàng ức sinh linh bị diệt sạch. Nếu không tuyệt đối không làm cho tà khí này có uy lực đáng sợ như vậy được. Hàn Hồng Phi rời đi, không phải là hắn nguyện ý rời đi, mà là bị cường giả Hắc Nguyệt Giáo bước đi. Không có biện pháp, đây là địa bàn của Hắc Nguyệt Giáo, một cường giả dương hồn như ngươi chạy tới làm gì? Diễu võ dương oai sao? Cho dù là cường giả tiên phủ của Hàn gia chạy tới, Hắc Nguyệt Giáo không làm gì được, chẳng lẽ không có Phó gia hay sao? Đinh gia đã không có cường giả cấp bậc phân hồn, như vậy Lăng Hàn còn phải sợ ai nữa? Hắn và Nữ Hoàng lần nữa tới Đinh gia, ma quỷ lại tới rồi. Chương 1901, miểu sát tam trảm. Khi nhìn thấy Lăng Hàn, mấy hộ vệ ở cửa ra vào sợ tới mức nghẹn ngào thốt lên. Ngay cả chức trách cũng mặc kệ, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Chạy tới mức vô cùng thê thảm, Lăng Hàn nhìn xuống bản thân, hắn đáng sợ như vậy sao? Ác tử, người tới nhận lấy cái chết sao? Đinh Sơn và Đinh Tùng đồng thời hiện thân, chỉ vài ngày, Đinh Sơn cũng từ Hắc Nguyệt Giáo trở về. Ác tử, Lăng Hàn cười ha hả, các ngươi luyện chế tà vật như vạn quỷ linh, rốt cuộc ai mới là kẻ ác? Nhân số Đinh gia ta tới vạn, lại bị ngươi tàn sát hơn phân nửa, ngươi không phải đại ác thì là ai? Đinh Sơn lạnh lùng nói, dù thế nào hắn cũng không thể nào tưởng tượng được, chỉ là một tiểu tử mới vào trảm trần lại có thể mang tới tai nạn đáng sợ như vậy cho gia tộc. Ánh mắt Lăng Hàn đảo qua hai người, nói, đều nói trảm trần là chặt đứt trần duyên, thế nhưng thứ các ngươi trảm chính là lương tâm của mình a. Lớn mật, Đinh Sơn rít lên một tiếng rồi đánh ra, một quyền đánh xuống, thiên địa cũng như rơi xuống. Hai tay vung lên, không né tránh, không có chiêu thức hoa mỹ nào. Muốn chết, Đinh Sơn tức giận tới mức tròm râu run lên, hắn là cường giả tam trảm, không ngờ đối phương lại không thèm né tránh, như vậy cũng quá kiêu ngạo a. Bất quá cũng tốt, ngươi chính diện giao phong với ta, đó là tự tìm đường chết. Bên kia, Đinh Tùng cũng cười lạnh, tiểu tử này quả thực quá lớn mật, cho rằng tam trảm cũng có thể địch nổi sao. Đinh Sơn giết tới, toàn thân được thời gian chi lực bao phủ, quy tắc hóa thành xiềng xích, mạnh mẽ bắn ra, khiến cho cả người hắn như một con nhím đầy gai. Hắn vươn hai tay ra, ôm về phía Lăng Hàn, muốn dùng quy tắc xuyên thủng thân thể Lăng Hàn, khiến cho đối phương thống khổ vô tận. Nếu như để cho Lăng Hàn chết quá dễ dàng, như vậy cũng quá tiện nghi cho ác tử này. Ồ, nhiệt tình như vậy sao? Lăng Hàn cười ha hả, thế nhưng thanh âm lại lập tức chuyển thành lạnh lẽo. Đáng tiếc, cái ôm của loại người điên như các ngươi ta không chịu nổi. Chỉ mong ngay sau đây ngươi còn có thể kiêu ngạo được như vậy. Đinh Sơn bổ nhào tới, Lăng Hàn ra tay, tay phải mang theo thời gian chi lực, đồng thời hắn còn vận chuyển Tuế Nguyệt Thiên Thu. Hai loại đao tác triệt tiêu lẫn nhau, lập tức xuất hiện một dòng thời gian, có thể nhìn thấy một ít quỹ tích, nhưng lại mơ hồ không rõ, căn bản không có cách nào nắm bắt được. Sắc mặt Đinh Sơn lập tức trở nên đặc sắc vô cùng, bởi vì hắn nhìn thấy một bàn tay không thể nào ngăn cản chộp về phía đầu mình, giống như vạn pháp không dính, lại giống như bản thân nó là do đạo tác diễn hóa ra, cho nên mới không kiêng nể gì cả như vậy. Hắn kinh hãi gần chết, vội vàng cưỡng ép dừng lại, muốn bắn ngược người lại. Chạy trốn sao? Lăng Hàn cười lạnh, phanh một cái, một chưởng đã nắm lấy gáy Đinh Sơn. Tư thế này quá là nhục nhã, đường đường là tam trảm lão tổ, là người sống lâu như vậy lại bị người ta xách đầu. Chuyện này nếu như truyền đi, Đinh Sơn còn mặt mũi nào gặp người nữa chứ? Hắn vội vàng giãy giụa, hai tay vung vẩy, hai chân đá loạn lên, đánh ra từng đạo quy tắc chi lực, muốn Lăng Hàn buông tay. Lăng Hàn hừ lạnh một tiếng, tay phải chấn động, phanh phanh phanh, thanh âm xương gãy vang lên, Đinh Sơn xuống như là một con rắn bị nắm lấy bầy tấc, xương cốt toàn thân bị đánh gãy. Tứ chi vô lực rũ xuống, không có lực để phản kháng nữa, Bên cạnh đó, Đinh Tùng chỉ cảm thấy có một cỗ hàn khí từ dưới chân bùng lên, lan tràn toàn thân. Tam trảm lão tổ trước mặt Lăng Hàn không ngờ lại không có một tia phản kháng nào. Đây là chuyện chỉ có tứ trảm lão tổ mới có thể làm được. Con mẹ nó, nhị trảm, Đinh Tùng rốt cuộc cũng nhìn ra, hoặc nói lúc này hắn mới chú ý tới, bờ môi cũng run rẩy. Đây là chuyện hắn không thể nào nghĩ được, rõ ràng tiểu tử này vừa mới bước vào nhất trảm, lúc này mới qua bao nhiêu ngày sau đã là nhị trảm rồi. Quái vật, tuyệt đối là quái vật, Đinh gia bọn hắn sao lại kết thù với một quái vật như vậy chứ? Giờ khắc này Đinh Tùng cuối cùng cũng hối hận, vì sao lúc trước lại ngấp nghé tiên pháp của Hồ gia. Cuối cùng khiến cho Hồ gia tan cửa nát nhà, hắn càng hối hận vì sao lại không có nhổ cỏ tận gốc. Kết quả một số năm sau lại có quái vật như Lăng Hàn chạy tới. Thả người, tuy rằng toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn cưỡng ép chấn định. Lăng Hàn lắc đầu cười nói, Ngươi là não tàn sao? Đinh Tùng cũng biết Lăng Hàn sẽ không thả người, thế nhưng không nói những lời này thì hắn có thể nói cái gì đây? Thả người ra, tất cả ân oán giữa ngươi và Đinh gia, từ nay về sau coi như đã thanh toán xong. Hắn cắn răng nói, khi nói ra những lời này, trong lòng hắn rất là nghẹn khuất, phẫn nộ. Thế nhưng cũng không có biện pháp nào khác, ngay cả một vị cường giả dương hồn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Hàn chạy thoát. Mà tốc độ tu luyện của tiểu tử này lại khoa trương như vây. Nếu như không thanh toán xong, Đinh gia sẽ thực sự tiêu vong. Chỉ cần không liên lụy tới thế lực tam tinh hoặc là thế lực nhị tinh, Phó gia, Hắc Nguyệt giáo căn bản sẽ không quản Đinh gia chết sống thế nào. Bởi vì bất kể đánh tới đánh lui thế nào, Thương Nguyệt Thành vẫn là của Phó gia, vẫn nằm dưới sự thống trị của Hắc Nguyệt giáo. Cho nên Đinh gia cũng không có khả năng cầu xin sự bao che của Hắc Nguyệt giáo, Phó gia. Một vị tam trảm lão tổ không biết phải dùng bao nhiêu tài nguyên mới có thể nuôi dưỡng ra. Đinh gia đã chết vài nhất trảm lão tổ, thực sự không chịu được giày vò nữa. Thanh toán xong sao? Lăng Hàn kinh ngạc bật cười, những người Đinh gia này quả thực coi như đang sống trong thế giới của riêng mình sao? Chẳng lẽ bọn hắn cho rằng mình là người bị hại sao? Hồ gia bị diệt, cứ như vậy coi như thanh toán xong. Hắn 3 lần 7 bận nhằm vào Đinh gia, cứ như vậy là xong hay sao? Đinh gia luyện chế vạn quỷ linh, đồ vật tà ác như vậy cứ coi như thanh toán xong hay sao? Thanh toán xong cái con mẹ ngươi a! Lăng Hàn ngửa mặt lên trời cười to, sau đó hai tay cầm lấy đầu Đinh Sơn, cứ như vậy ngắt một cái, tiếng xương cốt như giang đậu vang lên. Sau đó hắn ném Đinh Sơn về phía Đinh Tùng, siêu một cái, thân thể Đinh Sơn kéo lê trên mặt đất 3-4 trượng, vừa vặn dừng lại trước mũi chân Đinh Tùng. Chết! Đinh Tùng không cần cẩn thận xem xét cũng biết rõ Đinh Sơn đã bị người ta giết chết, ngay cả thần hồn cũng bị chấn nát. Chương 1902, một vật khắc một vật. Toàn thân hắn phát run, một mặt là phẫn nộ, còn nữa, đó là sợ hãi. Không bao lâu trước đó tên tiểu tử này chỉ là con sâu cái kiến, tiểu nhân vật tiện tay có thể giết chết, thế nhưng lúc này lại có thực lực giết hắn. Nghĩ tới sinh mạng của mình, hắn cảm thấy sợ hãi. Đinh Tùng lão tổ, lại có mấy người bay vào tới, đều là cường giả nhất, nhị trảm của Đinh gia. Bởi vì không cần phải tìm kiếm Lăng Hàn cho nên cả đám trở về. Bọn hắn chỉ đến chậm một bước, nhưng lại hoảng sợ khi phát hiện ra Đinh Sơn đã chết. Một tam trảm lão tổ không ngờ cứ như vậy lại bị chết. Không có chiến đấu làm cho thiên địa dao động gì, quả thực giống như một con chó con mèo bị giết chết vậy. Lão tổ, bọn hắn liên tục kinh hô, cảm giác như trời cũng sắp sập. Đinh Diệu Long đâu rồi? Nếu như không ra Đinh gia các ngươi sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Tâm niệm Lăng Hàn vừa động, 3 đầu chiến thú từ trong cơ thể nhảy ra, đại khai sát giới. Lập tức, trong Đinh gia liên tục vang lên tiếng kêu thảm thiết. Thập thú thuật là bí pháp của một vị tiên vương a. Mà 3 đầu chiến thú này càng dung hợp bổn nguyên chi lực như cửu thiên hỏa, huyền âm mẫu thủy. Đầu chiến thú dung hợp lôi đình chi lực tuy rằng kém hơn một chút, nhưng mà cũng có thể địch nổi tam trảm tầm thường. 3 chiến thú như vậy xuất chiến, ai có thể ngăn cản được chứ? Đinh gia lập tức hóa thành biển máu, thanh âm rên rỉ cơ hồ vang vọng toàn thành. Lão tổ hai nhà Long Đoạn liên tục xuất hiện, ngay cả Mạo Đại cũng hiện thân. 3 vị cường giả đều ở phía xa xem cuộc chiến mà không có ra tay. Thế nhưng trên mặt bọn hắn đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Chiến lực của Lăng Hàn, thật mạnh, lão tổ hai nhà Long Đoạn còn tự tin có thể trấn áp Lăng Hàn, nhưng mà Mạo Đại nghĩ tới chuyện này cũng không khỏi lắc đầu. Nếu như buông tay chiến một trận, quả thực hắn không có một chút nắm chắc nào. Bất quá chuyện này có chút cổ quái, ngay cả lão tổ hai nhà Long Đoạn, còn có Mạo Đại cũng bị kinh động. Thế nhưng Đinh Diệu Long thì sao? Không ngờ tên này còn ẩn giấu không chịu hiện thân à. Nếu nói hắn sợ hãi Lăng Hàn, điều này hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Dùng tu vi tứ trảm đỉnh phong của hắn, hơn nữa lại thêm thiên phú võ đạo thiên trung kỳ tài, ít nhất bây giờ vẫn còn có năng lực trấn áp Lăng Hàn. Chuyện có kỳ quặc tất có yêu nghiệt, Lăng Hàn lưu một phần tâm tư, nhưng trên thực tế giết chóc lại không cần hắn phải hoàn toàn đi hao tâm tổn tói. 3 đầu chiến thú điên cuồng tàn sát bừa bãi, không có địch thủ. Nhiệt tử, khi Đinh gia chỉ còn tối đa 1/10 tộc nhân, chỉ nghe một tiếng gầm giận dữ vang lên, Đinh Diệu Long rốt cuộc cũng xuất hiện. Lão tổ, người còn lại của Đinh gia hưng phấn kêu lên, đây chính là thủ lĩnh của Đinh gia, là biểu tượng đứng sừng sững không ngã. Cho dù người Đinh gia hiện tại chết hết, chỉ cần Đinh Diệu Long vẫn còn, như vậy Đinh gia còn có ngày quật khởi. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, không khỏi có chút kinh ngạc. Bởi vì hiện tại trên đầu Đinh Diệu Long toàn là tóc trắng, trên mặt có vô số nếp nhăn, già tới mức sắp khiến cho người ta không nhận ra. Phải biết rằng Đinh Diệu Long chính là thiên tài trong thiên tài, thời gian hắn chạm trần cực sớm. Cả người nhìn qua chỉ chừng 30 tuổi mà thôi, thân thể cao lớn, khí huyết tràn đầy. nhưng bây giờ lại hoàn toàn hóa thành một lão già hòm hẹp, biến hóa này thực sự quá lớn. Chết đi cho bổn tọa, Đinh Diệu Long giết tới, không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Ông, hắn tế ra vạn quỷ linh, hàn ý vô tận chấn động, vạn quỷ rít gào khiến cho da đầu người ta run lên, thần hồn xuất khiếu. Uy lực của vạn quỷ linh này quả thực đã tăng lên một mảng lớn. Lăng Hàn hiểu rõ, khó trách lúc trước Đinh Diệu Long chậm chạp không hiện thân, cũng khó trách hắn ta giày vò bản thân cho tới mức người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hóa ra hắn ta đang cường hóa uy lực của vạn quỷ linh. Cụ thể là như thế nào Lăng Hàn cũng không biết, cũng không có hứng thú biết rõ. Đoán chừng là hiến tế tính mạng, sức sống, mới khiến cho bộ dáng Đinh Diệu Long trở nên thê thảm như vậy. Nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, vạn quỷ linh hiện tại rất là đáng sợ. Vạn quỷ kêu to, đồng thời phát động công kích về phía Lăng Hàn. Vốn những lệ quỷ này chỉ mạnh mẽ chừng tam trảm sơ kỳ, nhưng bây giờ lại đạt tới tam trảm đỉnh phong. Nếu như chỉ là một hai đầu xông lên, như vậy đương nhiên sẽ không có gì. Nhưng mà vạn quỷ linh có danh tiếng vạn quỷ, số lượng lệ quỷ không cần phải nói. Một vạn đầu quỷ vật đồng thời có tăng trưởng như vậy, quả thực rất là đáng sợ. Bị nhiều cường giả tam trảm đỉnh phong như vậy vây công, hơn nữa đều là những đầu hung hãn không sợ chết, thậm chí còn không chết, như vậy đáng sợ tới cỡ nào chứ? Ít nhất lão tổ hai nhà Long, Đoạn và Mạo Đại lông tóc cũng dựng đứng lên, lập tức rút lui hơn 10 dặm, tránh cho bị khói đen cuốn vào. Bởi vì những quỷ vật ở nơi này xuất hiện quá đột ngột, khó lòng phòng bị. Lăng Hàn lại nhoẻn miệng cười, trong thế giới võ đạo, lượng biến sẽ khiến chất biến. Tựa như vạn quỷ linh này vậy, vạn đầu ta vật cùng nhau vây công, ngay cả tứ trảm lão tổ đỉnh phong cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Thế nhưng đối với hắn mà nói, hắn cũng có một lần biến chất. Biến chất này chính là hắn bước vào nhị trảm, cường độ thần cốt tăng lên, chính thức bước vào độ cao chuẩn tiên kim nhị tinh. Thần thể như vậy cho dù là tứ trảm lão tổ toàn lực công kích cũng phải vài hiệp mới tạo thành tổn thương. Như vậy chỉ là tam trảm thì tính là cái rắm gì? Cho dù là tam trảm đỉnh phong cũng có gì khác biệt cơ chứ? Vật nọ khác vật kia, hiện tại trước mắt Lăng Hàn, vạn quỷ linh căn bản chỉ là cặn bã. Lăng Hàn một tay ôm Nữ Hoàng, một tay ôm Thiên Phượng Thần Nữ, nhanh chóng tiến lên. Lệ quỷ sao có thể tới gần được há? Nếu như không bị cửu thiên hỏa thiêu cháy thì cũng bị huyền âm mẫu thủy đóng băng. Phốc, nhìn Lăng Hàn như nhàn nhã dạo chơi, lão tổ Long gia, Đoạn gia, Mạo Đại đều há hốc mồm, đủ để nhét một cái bánh bao lớn vào miệng. Quá khéo, con mẹ nó, ngươi đang làm gì vậy? Lão tổ tứ trảm đỉnh phong cũng chỉ có thể phủ phục xương thần với ngươi a. Không, không có khả năng. Đinh Diệu Long trợn to hai mắt, tất cả đều là mờ mịt. Chương 1903, diệt Đinh gia thượng. Hắn không tiếc hao phí ổn nguyên, đem mình giày vào người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy, khiến cho uy lực vạn quỷ linh tăng lên một mảng lớn. Thế nhưng không ngờ lại hoàn toàn không có hiệu quả với Lăng Hàn, đả kích đối với hắn thực sự quá lớn. Quả thực là, muốn làm cho một vị tứ trảm lão tổ giật mình là chuyện rất không dễ dàng. Thế nhưng Lăng Hàn lại làm được, hơn nữa không chỉ khiến cho một vị tứ trảm lão tổ giật mình mà là ba vị. Mặt khác còn có một tam trảm nữa. Dưới đời này không có chuyện nào là không có khả năng. Việc là do người làm. Lăng Hàn phất tay đánh ra một quả cầu, lôi quang chớp động, sau đó ầm ầm nổ tung. Phanh, tiếng nổ mạnh rung trời vang vọng, ngay cả khói đen cũng tiêu hao rất nhiều, chỉ ít cũng có mấy trăm đầu quỷ vật lập tức bị nổ thành tro bụi. Liệt quang cầu, đây là một đại chiêu quần công, nếu như vận chuyển ở nơi này, hiệu quả tốt tới kinh người. Bởi vì những quỷ vật này cũng chỉ là tam trảm đỉnh phong, vừa vặn nằm trong phạm vi sát thương của Lăng Hàn. Một mảng lớn bị đánh nhát, nhẹ nhàng như thu hoạch rau hẹ vậy. Đinh Diệu Long không khỏi run rẩy, những quỷ vật này là do vạn quỷ linh diễn hóa ra, căn bản không phải là thật thể, đương nhiên cũng không cần lo tới vấn đề tử vong, bị phá hủy cũng không sao, bởi vì vạn quỷ linh có thể lần nữa huyễn hóa ra được. Nhưng vấn đề là, diễn hóa mỗi một đầu quỷ vật, vạn quỷ linh đều tiêu hao một bộ phận lực lượng, tiêu hao quá nhiều sẽ lâm vào trạng thái ngủ say, cần dùng huyết nhục, tính mạng hiến tế mới có thể lần nữa sử dụng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy được chứ? Lăng Hàn không ngừng đánh ra liệt quang đầu, dù vạn quỷ linh có thể lần nữa diễn hóa quỷ vật, thế nhưng tốc độ diễn hóa không bằng tốc độ phá hư của hắn. Lập tức, tiếng quỷ kêu gào ngày càng thấp đi, vốn là vạn quỷ khiếu thiên, nhưng mà bây giờ lại biến thành chỉ có vài tiểu quỷ lẻ loi, đã không đủ gây sợ. Lão tổ Long gia, Đoạn gia liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ra tay. Thừa dịp cơ hội lần này, triệt để giải quyết cơ hội cạnh tranh này. Tiêu diệt Đinh Diệu Long, không chỉ giải quyết vấn đề lớn là vạn quỷ linh, trừ tiệt hậu hoạn. Hơn nữa những tài nguyên Đinh gia chiếm cứ sẽ bị hai đại gia tộc phân chia. Đây là số tài phú cực lớn đủ để khiến cho hai bọn hắn rơi nước miếng. không có cơ hội nào tốt hơn lần này, còn chờ tới khi nào nữa mà không ra tay. Hai đại cường giả liên thủ, triển khai công kích mạnh mẽ với Đinh Diệu Long. Đinh gia thực sự lâm nguy, Lăng Hàn rảnh tay, hắn bắt đầu chém giết Đinh Tùng và những Trảm Trần lão tổ kia. Dưới điện thiểm, ai có thể chạy thoát được, Nữ Hoàng cũng phát động 9 phân thân, chí Nữ Hoàng là vương giả trong vương giả của nhị trảm, hơn nữa Đinh Tùng đã bị Lăng Hàn chặn đứng, ai có thể là địch của nàng được chứ. Mạo Đại do dự một chút cũng quyết đoán ra tay, nhiều cường giả liên thủ vây công như vậy, Đinh gia không tránh khỏi tiếng chuông bị diệt phong. Báo ứng tới, lúc trước Đinh gia âm Hồ gia, dẫn tới thế lực tiên vương cấp ra tay, tiêu diệt Hồ gia. Chuyện này đừng nói là Hắc Nguyệt giáo không dám thả một cái dám nào, ngay cả Phó gia cũng chỉ có thể câm miệng mà thôi. Hiện tại bọn hắn đã gắp báo ứng, lão tổ liệt tông, ta hận, người Đinh gia khóc ròng, kêu lớn, cơ hồ không có ai đầu hàng, ngoan cố chống lại tới cùng. Thế nhưng trước mặt chiến lược thấp nhất cũng là tam trảm, ngoan cố chống lại cũng có ý nghĩa gì chứ? Chỉ trong vòng nửa ngày, trừ Đinh Diệu Long ra, Đinh gia bị diệt toàn bộ. Nhưng mà nếu như không trừ Đinh Diệu Long, sớm muộn gì hắn ta cũng có thể mang theo Vạn Quỷ Linh ngóc đầu trở lại. Cho nên Đinh Diệu Long nhất định phải chết, nhất định phải hủy Vạn Quỷ Linh. Lão tổ Long gia, Đoạn gia ngày càng công kích mạnh hơn, chuyện tới nước này cũng không còn đường lui. Bọn hắn phải làm tới cùng, tiêu diệt Đinh Diệu Long này. Hai lão thất phu, các ngươi muốn chết. Hai mắt Đinh Diệu Long tản ra hàn mang. Chờ qua hôm nay bổn tọa nhất định sẽ mang Vạn Quỷ Linh đi tới gia tộc các ngươi, khiến cho các ngươi cũng cảm nhận được tư vị toàn bộ tộc nhân bị diệt. Si tâm vọng tưởng, Lăng Hàn giết tới, bất động minh vương kim thân đại thần thông được triển khai, 6 cánh tay cùng đánh ra tiên thuật, chiến lực lại tăng vọt lên gấp chục lần. Hiện tại chiến lực của hắn có lẽ có thể so sánh với tứ trảm sơ kỳ, tuy rằng vẫn không đủ để chống lại tứ trảm đỉnh phong, nhưng mà lại hơn ở chỗ khí lực mạnh mẽ. Hoàn toàn có thể làm chỗ dựa cho hắn, có hắn gia nhập, áp lực của hai lão tổ nhà Long, Đoạn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mấu chốt nhất là cái gì chứ? Nếu như Đinh Diệu Long liều mạng sử dụng tiên thuật đồng quy vu tận, Lăng Hàn sẽ cứng rắn chống đỡ, sau đó ngay cả cái giấm cũng không có đánh ra, hoàn toàn không sao. Chiến với cường giả cùng giai sợ nhất là cái gì? Còn không phải là sợ chiêu thức đồng quy vu tận này hay sao? Đừng nói nhiệt tại là 2 đánh 1, cho dù là 10 đánh 1 cũng có khả năng bị kéo theo vài người làm đệm lưng. Chỉ cần tiến lên chạm trần, ai mà không phải là thiên tài trong thiên tài chứ? Nhưng bây giờ thì tốt rồi, Đinh Diệu Long muốn liều mạng cũng không có cách nào làm được. Kể từ đó áp lực của hai đại lão tổ giảm nhiều, cũng có thời gian phóng ra các đại chiêu khác. Đinh Diệu Long thì trái ngược, hắn bị bước tới chết. Bị hai đại cường giả cùng giai vây công, áp lực của hắn vốn rất lớn. Tuy rằng thực lực của Lăng Hàn hơi kém, nhưng lại có thể so sánh với tứ trảm sơ kỳ, cũng không thể hoàn toàn xem nhẹ tiểu tử này a. Trước đó hắn còn có thể sử dụng chiêu tiên thuật liều mạng khiến cho lão tổ hai nhà Long, Đoạn không dám bước bách quá mức, nhưng hiện giờ lại không ép được. Sao lực phòng ngự của tiểu tử này lại đáng sợ như vậy được chứ? Lúc này, ngay cả tâm tư muốn khóc trong lòng Đinh Diệu Long cũng có. Ngay cả cơ hội liều mạng cũng không có thì đánh cái rắm. Nếu như hôm nay hắn chết ở đây, như vậy sẽ uất ức tới cỡ nào chứ? A hát, hắn gào thét, hắn không cam lòng. Đinh gia chỉ còn lại có một mình hắn, thế nhưng bỏ chạy cũng vô vọng, liều mạng cũng không có kết quả, khiến cho hắn phẫn uất tới mức muốn nổ ngực. Kiếp sau bớt tạo nghiệt đi. Chương 1904, diệt Đinh gia hạ. Lăng Hàn lạnh lùng nói, tuế nguyệt thiên thu không ngừng được đánh ra, làm tan dã bí lực thời gian của Đinh Diệu Long. Bí pháp này thực sự rất mạnh, nếu không có thời gian chi lực bảo hộ, Đinh Diệu Long đã không địch lại được hai cường giả cùng giai. Bất quá đời này ngươi làm ác quá nhiều, kiếp sau cũng không có cơ hội làm người đâu. Tiểu tử, bổn tọa cho dù liều mạng cũng phải kéo một khối thịt trên người ngươi. Hai mắt Đinh Diệu Long đỏ hồng, nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Lăng Hàn cười suy, cho dù hắn không vận chuyển bất diện thiên kinh, nhưng mà Đinh Diệu Long muốn đuổi giết hắn, hắn đều dùng quy tắc chi lực luyện hóa, dùng man lực để đánh hắn là chuyện rất không có tiền đồ. Xem ngươi giết ta như thế nào, lại nói, hắn còn có bất diệt chân dịch, thậm chí nếu như nguy hiểm hơn thì hắn vẫn có thể dục hỏa trùng sinh. Nói ra quả thực sợ hù chết người khác, con rùa già, người mới là người phải chết. Lăng Hàn và Đinh Diệu Long đối kháng, tuy rằng mỗi một lần owner kích hắn đều bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà hắn lại có thể nhanh chóng dùng điện thiểm chạy tới nơi, luôn giữ chân Đinh Diệu Long lại. Lão tổ hai nhà Long, Đạo A thừa cơ điên cuồng công kích. Nếu như thế này mà bọn hắn không thể nào tiêu diệt được Đinh Diệu Long, như vậy bọn hắn cũng uổng công được xưng là tứ trảm lão tổ, có thể mua một khối đậu hũ đâm đầu chết đi cho rồi. Đinh Diệu Long bị thương, thương thế càng về sau càng thêm nghiêm trọng. Thế như bị ba đại cao thủ cuốn lấy, ngay cả cơ hội thoát thân hắn cũng không có. chỉ có thể chiến tới chết mà thôi. Điểm mấu chốt là, cho dù hắn tử chiến cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Gặp người dai như đỉa như Lăng Hàn, hắn chỉ có thể phiền muộn tới mức thổ huyết mà thôi. Phanh phanh phanh, lưng Đinh Diệu Long bị lão tổ hai nhà Long, đoạn đánh trúng mấy chục chiêu, khiến cho hắn liên tục phun ra máu. Thế nhưng lại càng khiến hắn trở nên điên cuồng. Hắn điên cuồng đánh về phía Lăng Hàn. Hắn cũng không tin phòng ngự của Lăng Hàn lại đạt tới tình trạng vô địch. Sau đó hắn lại thất vọng. Hắn bị công kích, chiến lực bị ảnh hưởng cực lớn. Phải biết rằng vì tăng lên uy lực cho vạn quỷ linh hắn đã tiêu hao một lượng lớn bổn nguyên. Sao có thể thiêu đốt không chừng mực được chứ? Mỗi một lần hắn công một chiêu sẽ phun ra một ngụm máu tươi, cho dù hắn có nhiều máu hơn chăng nữa cũng không chịu được tiêu hao như vậy. Khi đạt tới một cực hạn, khí thế của hắn bắt đầu giảm xuống. Lão tổ hai nhà Long, đoạn đều đại hỉ, sau ngày hôm nay sẽ không còn Đinh gia nữa. Ta hận, ta hận, ta hận, Đinh Diệu Long ngửa mặt lên trời rít gào, lồng ngực như vỡ ra. Trong lòng như đổ máu, sinh cơ nhanh chóng co rút lại. Thế nhưng hắn vẫn trợn to hai mắt, không thể nhắm mắt. Một đời thiên kiêu, một lão tổ tứ trảm đỉnh phong không ngờ lại bị chấm dứt tính mạng như vậy. Lăng Hàn lại đánh ra một quyền, cửu thiên hỏa chấn động, bắt đầu dung luyện vạn quỷ linh. Trong từng tiếng kêu to, trong vạn quỷ linh dâng lên quỷ ảnh mãnh liệt, đây là tà khí đang giãy giụa. Không có người chủ động thôi phát, hơn nữa trước đó lại tiêu hao quá nhiều lực lượng, ngay cả giãy giụa cũng không còn chút sức lực nào. Rất nhanh đã bị luyện hóa từng đạo phù văn bên trên. Đó là mấu chốt khiến cho nó có thể trở thành tà khí. Lăng Hàn lại lấy ra tiên ma kiếm, chém ra một kiếm. Rút ra tinh hoa thần thiết bên trong. Nếu như không đánh mất trận vân thì tiên ma kiếm không có cách nào rút ra tinh hoa thần thiết bên trong, bởi vì vạn quỷ linh sẽ tiến hành phản kích. Mà tiên ma kiếm hiện tại không đánh lại được tà vật này. Hai đại lão tổ nhà Long, đoạn nhìn qua, mãi tới khi vạn quỷ linh biến mất, bọn hắn mới yên tâm gật đầu. Tà vật này đối với bọn họ mà nói, uy hiếp quá lớn. Lăng Hàn nhìn về phía hai đại lão tổ rồi gật đầu, sau đó rời đi. Dùng thực lực của hắn bây giờ, quả thực không cần cúi thấp đầu trước mặt hai người này. Chiến đấu trước đó đủ để chứng minh lực lượng của hắn. Lăng Hàn cũng không có lập tức rời khỏi Thương Nguyệt Thành. Đinh gia nắm giữ tài nguyên rất lớn, đây là một khối bánh ngọt. Đương nhiên hắn không thể uổng công đi làm mai mối cho người khác. Nếu như hai nhà Long đoạn ăn địa bàn Đinh gia mà không cho Lăng Hàn chỗ tốt nào. Ha ha, như vậy bọn họ quả thực ra bị lòng tham làm mờ hai mắt, như thế sẽ không có kết quả tốt. Quả nhiên, không tới mấy ngày, hai đại lão tổ tự mình tới thăm. Sau khi khách sáo với Lăng Hàn một phen lại đưa cho Lăng Hàn một kiện thần khí không gian. Lăng Hàn nhìn qua một chút, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn. Lăng Hàn và Mạo Đại cùng xuất phát, đi về Ly Hận Thành. Ly Hận Thành là nơi ở của Phó Gia, vốn Mạo Đại muốn đợi tới tứ trảm mới lại đi tới Phó Gia, nào ngờ lại bị thần uy của Lăng Hàn kích thích, hắn không còn tâm tư ở lại Thương Nguyệt Thành. Đi Phó Gia sớm một chút, như vậy cũng có thể sớm tăng tiến thực lực. Xong rồi trên tiên vực, nếu như không có bảo khí phi hành. Như vậy phương thức nhanh chóng nhất chính là ngồi thuyền truyền tống. Chỉ là phương thức này rất xa xỉ, tiêu hao quá lớn. Chuyện này khiến cho Lăng Hàn tấm tắc kêu kỳ lạ, Đại Hắc Cẩu kỳ thực còn có thể gọi một tiếng là cầu tài. Đám người Đại Lăng Chiêu trước tiên cũng nhét vào Phó Thành Hắc Nguyệt Giáo, bọn hắn cũng không thể luôn dựa vào Lăng Hàn che gió che mưa, cũng là lúc nên độc lập hành động rồi. Nơi này chính là tiên vực, trên tiên vực không có cái gọi là địa ngục, thiên giới. Thực sự không có sao, Lăng Hàn hỏi Tiểu Tháp. Tuyệt đối không có, Tiểu Tháp nói như chém đinh chặt sắt. Lăng Hàn vô cùng chờ mong, sau khi tới Phó Gia, hắn có thể tìm hiểu được tin tức về Côn Bằng Cung. Như vậy hắn có thể xuất phát đi tìm người thân, thuyền đi tới gần năm, rốt cuộc cũng đi tới Ly Hận Thành. Đây là một tòa thành tam tinh, to tới tột đỉnh, được phân thành 4 khu vực. Theo thứ tự là Ly Thiên Thành, Hận Biệt Thành, Đại Vương Thành và Tiểu Vương Thành. Trong đó Ly Thiên Thành là cao cấp nhất, chỉ có Phó Gia và thế lực phụ thuộc Phó Gia mới có tư cách ở lại. Hận Biệt Thành vẫn là thế lực phụ thuộc Phó Gia, nhưng thực lực, trình độ thân sơ còn chênh lệch rất nhiều. Đại Vương Thành và Tiểu Vương Thành là thành đô bình dân, chỉ là Đại Vương Thành cao cấp hơn một chút, dù sao bình dân cũng có phân đẳng cấp nha. Chương 1905, Ly Hận Thành, Mạo Đại mang theo Trương Sung và Mạo Thư Thành, Lăng Hàn thì cùng với Nữ Hoàng, Thiên Phượng Thần Nữ ở một chỗ. 6 người trước tiên ở lại Tiểu Vương Thành, sau đó mời nhờ người đi bẩm báo. Trong bố thành, chỉ có Tiểu Vương Thành là chỉ cần giao nộp tinh thạch là có thể tiến vào. 3 thành khác thì cần phải được đồng ý thì mới có thể tiến vào trong. Nếu không, Phó Gia hộ vệ đội cũng không phải là ăn chay. Bọn hắn đợi vài ngày mới được thông truyền, có thể tiến vào Ly Thiên Thành. 4 phía Ly Hận Thành đều được phân bổ thẳng đứng, Ly Thiên Thành ở trên đầu cao nhất, cần thông qua truyền tống trận mới có thể tiến vào. Bởi vì khoảng cách không xa lắm, cho nên tiêu hao khi mở truyền tống trận cũng có thể tiếp nhận được. Nếu không truyền tống giữa hai tòa thành thị tam tinh, như vậy cũng chỉ có thế lực cấp tiên vương mới có thể gánh chịu nổi. Sau khi tới đây, Mạo Đại và Lăng Hàn mỗi người đi một ngả. Tuy rằng Mạo Đại cũng là thiên tài, nhưng mà so với Lăng Hàn lại kém quá xa. Bởi vậy hai người cũng nhận được đãi ngộ khác biệt với Lăng Hàn trong Phó gia. Lại một ngày sau, Phó Cao Vân kích động chạy tuốt. Lăng huynh đệ, rốt cuộc ngươi cũng tới. Hắn vừa mới đi tới đã muốn nhiệt tình ôm Lăng Hàn một cái xem như chào hỏi. Lăng Hàn cười cười, có một ít người trời sinh nhiệt tình, có ít người lại không thích biểu đạt nhiều, ví dụ như nữ hoàng vậy. Ai dám ôn nàng nhất định sẽ bị nàng đuổi giết. Phó Cao Vân cũng không có phụ sự kỳ vọng của Lăng Hàn, hắn thu mua một lượng lớn thần thiết cho Lăng Hàn, mà Lăng Hàn cũng vừa mới phát tài. Tích lũy vô số năm của Đinh gia cũng được phân tới phân nửa. Tại sao lại là một nửa? Bởi vì hắn rời khỏi Thương Nguyệt Thành, không có khả năng chiếm những tài nguyên cố định của Đinh gia. Ví dụ như là mạch khoáng chân quý, bởi vậy hai nhà long đoạn trên phương diện tiền mặt lại cho thêm hắn. Tinh thạch trong tay hắn có hơn một ức, từ đó cũng có thể thấy được thế lực lâu năm có tiền tới cỡ nào. Đây chỉ là một gia tộc trảm trần mà thôi. Lăng Hàn muốn đưa cho Phó Cao Vân tinh thạch, nhưng mà Phó Cao Vân lại hoàn toàn không thèm để ý. Dù sao những thần thiết kia cũng là hắn vơ vét lấy, ai dám đòi nợ gia chủ Phó gia tương lai như hắn chứ. Huynh đệ, nếu như ngươi không tới Nghiêm lão nhất định sẽ bộc phát a. Phó Cao Vân nói, hắn nhanh chóng chạy tới như vậy còn có một tầng dụng ý, đó chính là tranh thủ thời gian mang Lăng Hàn đi gặp Hướng Nghiêm. Nếu không vị đại đan sư này sẽ hủy Phó gia hắn đi a. Lăng Hàn cười ha hả, cùng với Phó Cao Vân đi gặp Hướng Nghiêm. Kiện thần khí không gian kia đương nhiên cũng trở về Phó gia. Thông qua cửa đá tiến vào trong, đi vào phiến sân nhỏ kia. Đẩy cửa đi vào, chỉ thấy bên trong trừ Hướng Nghiêm ra còn có một lão đầu tóc trắng xóa, mặt khác là một cô nương tướng mạo trẻ tuổi, thực sự rất đẹp, dáng người thon thả, làn da như bạch ngọc, mái tóc đen nhánh. Thế nhưng Phó Cao Vân vừa thấy mỹ nữ kia, da mặt lại co rút lại, có xúc động muốn quay đầu bỏ chạy. Ồ, Tiểu Vân Vân, mỹ nữ kia nhìn thấy Phó Cao Vân, lập tức lớn tiếng gọi, tuyệt đối không rụt rè, so với nam nhân còn hào phóng hơn. Vì sao nhìn thấy ta lại muốn chạy, ta không làm gì cúc hoa của ngươi đâu. Chuyện này, nghe tới chuyện này, Lăng Hàn lập tức hiểu sao Phó Cao Vân lại có vẻ mặt như vậy, nữ nhân này cũng quá đàn ông a. Nhà đầu chết tiệt này, tại sao không có một chút phong phạm nào của nữ nhân chứ? Lão đầu tóc trắng kia nghe vậy tức giận tới mức run rẩy, hắn là Tư Đồ Đường, bị Hướng Nghiêm thúc nhiều lần, hôm nay rốt cuộc cũng tới. Nữ tử như nam nhân kia là cháu gái duy nhất của hắn, gọi là Tư Đồ Tiểu Trân, bởi vì con của hắn và con dâu chết sớm, cho nên đây là thân nhân duy nhất của hắn. Được hắn sủng nịnh, hiện tại từ nữ thành đàn ông, không thể gả được cho ai. Tư Đồ Tiểu Trân a lên một tiếng, nàng còn không dám ngang nhiên cãi lời ra ra, lại giả vờ khiêm tốn tiếp nhận, dạy mãi mà không sửa được. Bái kiến Nghiêm lão, Đường lão. Phó Cao Vân bước tới trước vài bước, hành lễ với hai vị đan sư. Đây là hai vị đan sư cấp bậc cao nhất của Phó gia, cũng là một trong những tài phú lớn nhất. Đáng để khiến cho mỗi một người chóp Phó gia cung kính hành lễ. Hai vị đại đan sư đều cười cười, sau đó Hướng Nghiêm mặt mày hớn hở đón Lăng Hàn, nói. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi cũng tới. Đến đây, để cho lão phu khảo thí ngươi một chút, xem đan thuật có lùi bước hay không. Nghiêm lão quỷ, ngươi gọi lão phu tới đây làm gì? Tư Đồ Đường thì tức giận nói. Lão phu bận rộn, không rảnh mò mẫm với ngươi. Lăng Hàn không khỏi đổ mồ hôi lạnh, hắn rốt cuộc cũng biết Tư Đồ Tiểu Trân này từ nữ biến thành nam nhân là học từ ai. Tư Đồ Tiểu Trân thì tò mò nhìn Lăng Hàn, nàng đã quen biết Hướng Nghiêm rất lâu, nhưng mà chưa thấy Hướng Nghiêm thân thiết với ai như vậy. Hướng Nghiêm hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Đường lão quỷ, lão phu khuyên ngươi vẫn không nên lãng phí thời gian trên phong hỏa cửu vân đan. Cái gì, không ngờ ngươi lại dám bảo ta lãng phí thời gian. Tư Đồ Đường lập tức nhảy dựng lên. Ngươi mới lãng phí thời gian, cả nhà ngươi đều lãng phí thời gian. Ngươi chờ đó, không tới một vạn năm, lão phu có thể luyện chế ra được phong hỏa cửu vân đan. Hắc hắc, Hướng Nghiêm cười lạnh, hắn thoáng cái ném ra một bình ngọc, vẻ mặt không chút quan tâm nào, nhưng trong lòng lại vui vẻ như nở hoa. Tư Đồ Đường vô thức tiếp nhận, nhưng lại không có chút kiên nhẫn nói. Làm gì vậy, mở ra xem đi. Hướng Nghiêm phất phất tay. Giả thần giả quỷ, Tư Đồ Đường suy một tiếng, hắn ra vẻ tùy ý mở bình ngọc, nhưng mà vẻ mặt lại có biến hóa rất lớn. Bởi vì hắn đã nghe thấy mùi hương của đan dược, thân thể của hắn khẽ run rẩy, thốt lên một tiếng. Phong hỏa cửu vân đan, ha ha, chỉ là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Hướng Nghiêm cố ý nói, bộ dáng ra vẻ ngươi không cần khen ta, một chút chuyện này cũng không cần phải khen làm gì. Tư Đồ Đường kinh ngạc tới ngây người, hắn đổ ra một khỏa đan dược, cẩn thận nhìn xem. Vừa nhìn thấy, vẻ mặt càng ngày càng kích động, ngay cả râu cũng run lên. Vì tu bổ đan phương cổ này cùng với luyện ra phong hỏa cửu vân đan hắn đã tốn hơn 10 ức năm thời gian, thậm chí còn vì vậy mà sinh ra chia rẽ với Hướng Nghiêm, hai người nhao nhao mấy lần, trở thành oan gia đối đầu. Chương 1906, nữ nhân biêu hãn. Hắn tin tưởng suy nghĩ của mình là đúng, dựa theo con đường này nhất định có thể luyện ra được đan dược, thế nhưng hắn thật không ngờ, người này lại hoàn thành trước một bước. Ồ, Nghiêm gia gia, người thực sự thành công sao? Tư Đồ Tiểu Trân nói, nàng cũng không có bị đả kích giống như gia gia nàng. Đúng vậy, lão phu há là người mà gia gia ngươi có thể so sánh chứ? Hướng Nghiêm dương dương đắc ý, hắn và Tư Đồ Đường kỳ thực chỉ đấu khí mà thôi, giao tình vẫn thâm hậu vô cùng. Bởi vậy cũng coi Tư Đồ Tiểu Trân trở thành cháu gái của mình. Nghiêm gia gia, người thật lợi hại. Tư Đồ Tiểu Trân giơ ngón tay cái ra. Tư Đồ Đường phục hồi tinh thần, nhìn về phía Hướng Nghiêm. Ngươi, sao ngươi có thể thành công được? Tư Đồ Đường tỉnh táo lại, hỏi Hướng Nghiêm. Đương nhiên là phương pháp lão phu vô cùng chính xác, hơn nữa đan thuật của lão phu lại mạnh hơn ngươi một mảng lớn, nhẹ nhõm luyện chế một lần là thành công. Da mặt của Hướng Nghiêm cũng rất dày, nếu như không có Lăng Hàn hỗ trợ, hiện tại hắn nhất định còn đang bối rối trên đường. Đương nhiên Tư Đồ Đường không tin, hắn hiểu rõ Hướng Nghiêm còn hơn Hướng Nghiêm hiểu về mình. Trái lại cũng giống vậy, hắn tiếp tục truy vấn một hồi, Hướng Nghiêm đành phải nói tình hình thực tế ra. Ồ, Tư Đồ Đường dò xét Lăng Hàn một phen, sau đó mới nói. Tiểu tử, học luyện đan cùng lão phu đi, Lan, đây là người lão phu vừa ý trước. Hướng Nghiêm lập tức run rẩy nói. Nói láo, bằng vào mấy công phu mèo cào của ngươi sẽ chỉ dạy hư đồ đệ mà thôi, đương nhiên phải theo lão phu học. Tư Đồ Đường suy một tiếng, nói. Một tay của lão phu còn mạnh hơn ngươi, một ngón tay của lão phu cũng mạnh hơn ngươi. Hướng Nghiêm cũng không cam lòng yếu thế. Một cái móng tay của ta cũng mạnh hơn ngươi, một sợi tóc của ta cũng mạnh hơn ngươi. Hai người bắt đầu trợn mắt nhìn nhau, đều dương nanh múa vuốt, không có chút rụt rè nào của đan sư cả. Đi, đi một chút. Mỗi lần hai người này như vậy ít nhất không tới 10 ngày sẽ không dừng lại. Tư Đồ Tiểu Trân vỗ tay nói. Có thể rời đi rồi ngươi còn ở đây làm gì? Chẳng lẽ cúc hoa ngứa sao? Lăng Hàn nhìn Phó Cao Vân, đối phương cũng dùng ánh mắt này nhìn hắn. Nữ nhân này so với nam nhân còn không kiêng kỵ hơn. Bọn hắn rời khỏi tiểu viện, cũng không lâu lắm đã nghe thấy tiếng phanh phanh truyền tới, là hai người kia bắt đầu đánh nhau. Không phải ngươi có ba đầu sáu tay đó chứ? Sao lại được hai người tranh giành như vậy? Tư Đồ Tiểu Trân dùng ánh mắt sắc lang nhìn mỹ nữ để dò xét Lăng Hàn. Chẳng lẽ, ánh mắt của nàng nhìn về phía hạ thân Lăng Hàn, giống như có thêm bàn tay nhỏ bé đang trêu chọc chỗ kia. Lăng Hàn thiếu chút nữa đạp một cước, nữ nhân này nhất định là ném sai giới tính vào thai rồi. Phó huynh, không phải vừa mới nói chúng ta định đi một nơi nào đó sao? Hắn nói với Phó Cao Vân. Đúng vậy, Phó Cao Vân vội vàng vỗ hai tay. Ta thiếu chút nữa quên, đi mau. Nói xong hai người xoay người rời đi, chỉ sợ trốn không kịp. Muốn cắt đuôi bổn cô nương sao? Tư Đồ Tiểu Trân suy một tiếng, lập tức theo đuôi. Bất quá tốc độ của nàng cũng không thể nào so với Lăng Hàn và Phó Cao Vân, không bao lâu đã mất dấu khiến cho nàng oán hận dừng lại, lẩm bẩm. Trong nội thành này ta cũng không tin các ngươi có thể trốn đi đâu, sớm muộn gì cũng tìm được các ngươi. Lăng huynh đệ, bắt đầu từ ngày mai ngươi và đệ muội có thể tiến vào Thiên Long Học Cung. Phó Cao Vân dừng bước, nói với Lăng Hàn, Thiên Long Học Cung là thứ gì? Là một học viện do Phó gia chúng ta xây lên, trừ đệ tử Phó gia ra, còn có một ít đệ tử gia tộc gần đây. Mặt khác còn có những thiên tài tuyển nhận từ thành khác. Phó Cao Vân giải thích, ví dụ như trưởng tôn lương của Hắc Nguyệt Giáo, bởi vì tuyển nhận bên ngoài, điều kiện thấp nhất là trảm trần, nếu không trưởng tôn lương đã sớm được thu vào học viện. Lăng Hàn gật gật đầu, hỏi, ta còn có một phu nhân nữa, làm sao bây giờ? Ha ha, nể mặt mũi ngươi, cửa sau này đương nhiên là phải mở rồi. Thiên Phượng muội tử được sắp xếp theo như đệ tử Phó gia ta. Cam đoan một ức năm là có thể trảm trần. Phó Cao Vân vỗ ngực nói, Phó gia xem trọng Lăng Hàn như vậy không chỉ vì thiên phú võ đạo của Lăng Hàn mà cũng là bởi vì Hướng Nghiêm yêu ái. Nếu không, chỉ là một thiên tài trảm trần còn chưa đủ để Phó gia phá lệ như vậy. Một ức năm trảm trần, tốc độ này cũng không chậm, thậm chí có thể nói là nhanh tới kinh người. Thế nhưng Lăng Hàn cũng không muốn Thiên Phượng thần nữ đi con đường trảm trần bình thường. Nếu không thứ nàng chém chỉ có thể là trần duyên, bởi vì một đao chém thiên địa vô cùng khó khăn. Có lẽ có tiên dược đỉnh cấp nào đó, hoặc là tiên đan nào đó có thể trợ giúp một đao trảm thiên địa a. Lăng Hàn tin tưởng vào đan thuật của mình, hiện tại không luyện chế ra không sao, sớm muộn gì hắn cũng có thể làm được. Có lẽ chờ tới khi hắn thành tiên vương là có thể làm được. Phó Cao Vân cáo từ rời đi, Lăng Hàn thì đem thần thiết ra cho tiên ma kiếm thôn phệ. Đợi sau khi toàn bộ thần thiết chỉ còn lại thứ vứt đi, tiên ma kiếm rốt cuộc cũng để thăng lên tới độ cao chuẩn tiên kim nhị tinh. Chuẩn tiên kim có 10 tầng, chuẩn tiên kim thập tinh nếu như lên cao nữa là tiên kim chính thức. Cứ như vậy thoáng cái lại tiêu mất 2/3 tiền. Mà bây giờ tiêu hao lớn như vậy, về sau nếu như sung yếu chuẩn tiên kim bát tinh, thất tinh không biết có bao nhiêu khó khăn a. Lăng Hàn có chút âu sầu, đến lúc đó số tinh thạch hắn tốn chính là một con số thiên văn a, khó có thể tưởng tượng được. Đến lúc đó rồi nói sau, theo thực lực của ta tăng lên, năng lực kiếm tiền có lẽ cũng ngày càng lớn mạnh. Một ngày qua đi, Lăng Hàn và Nữ Hoàng, Thiên Phượng Thần Nữ tiến về phía Thiên Long Học Cung. Vì giảm bớt phiền toái, Nữ Hoàng lần nữa che lại dung nhan. Tuy rằng chuyện này làm cho nàng có chút khó chịu, bởi vì không thể để cho Lăng Hàn lúc nào cũng nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ của nàng. Đi một lúc bọn hắn đã tới nơi cần tới. Thiên Long Học Cung to tới mức không hợp thói thường, thành tam tinh ít nhất cũng gấp 10 lần thành nhị tinh. Tuy rằng phân bố thành 4 khu vực, tuy nhiên đây chỉ là một góc của Ly Thiên Thành. Thế nhưng Thiên Long Học Cung vẫn lớn như Thương Nguyệt Thành, trong học viện có núi cao, có biển cả, hoàn toàn có thể tự thành một thể. Chương 1907, chuyện nhục nhã bỏ qua háng. Cửa lớn nói một cách tương đối không lớn, hai cây cột trụ cũng chỉ cao chừng trăm trượng. Chỉ có cạnh cửa không có thực thể, cột trụ thì đều điêu khắc một đầu thiên long, nhìn qua trông rất sống động. Long mở miệng ra, tản ra uy áp kinh người, mãnh liệt. Thế nhưng cho dù cánh cửa không có cửa, nhưng mà không phải ai cũng có thể tiến vào được. Bởi vì cánh cửa này thật ra là một trận pháp, không có mang theo tín phù tương ứng thì không có cách nào đi vào được. Ngày hôm qua lúc Phó Cao Vân tới đã để lại 3 kiện tín phù thông hành. Lúc này ở cửa xảy ra tranh chấp, chỉ thấy Mạo Đại đang dùng vẻ mặt tức giận lý luận với một người trẻ tuổi, trong mắt muốn phun ra lửa. Hoặc là bò qua đũng quần ta, hoặc là cút. Một người trẻ tuổi vô cùng hung hăng càn quấy chặn đường tiến vào Thiên Long Học Cung của Mạo Đại, muốn hắn chui qua háng mình mới có thể tiến vào. Mạo Đại là ai chứ? Thiên kiêu một đời, tam trảm lão tổ, há có thể làm chuyện nhục nhã như vậy? Bất quá, đây dù sao cũng là địa bàn Phó gia, Mạo Đại mới tới cũng không dám gây loạn, bởi vậy nếu như có thể dàn xếp ổn thỏa là tốt nhất. Nếu như có thể dùng ngôn ngữ giải quyết, như vậy cố gắng không nên động thủ. Các hạ, ta đắc tội với ngươi sao? Mạo Đại trầm giọng nói, bởi vì khi tiến vào học cung hắn chỉ lẻ loi một mình. Nếu không mà nói, như Trương Sung, Mạo Thư Ngọc tuổi trẻ khí thịnh, nhất định đã nổi bão. Ha 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 ha, người trẻ tuổi kia càn rỡ kêu to, sau đó vẻ mặt khinh thường nói. Loại cặn bã như ngươi cũng xứng đắc tội với ta sao? Mạo Đại càng thêm khó chịu, hắn cưỡng ép lửa giận trong lòng. Vậy vì sao lại làm khó dễ cho ta? Bản thiếu gia cao hứng, người trẻ tuổi này hất cằm lên, bộ dáng như ngươi có gan thì tới cắn ta đi. Mạo Đại không còn ôm tâm tư giải quyết một cách bình tĩnh được nữa. Đối phương tuyệt đối là nhằm vào hắn, hắn khẽ quát một tiếng. Đắc tội, tay phải vươn ra, nắm về phía tay đối phương, muốn trực tiếp ném người trẻ tuổi này ra sau lưng. Vô tri, người trẻ tuổi kia cười lạnh một tiếng, đồng thời cũng ra tay. Ông, trên người hắn lập tức sinh ra một đoàn hỏa diễm, chỉ nhìn từ bề ngoài có thể thấy được so với hỏa diễm bình thường hoàn toàn khác biệt, khiến cho người ta có cảm giác âm trầm, sợ hãi. Mạo Đại không dám va chạm với một kích này của đối phương, xu thế ra tay lập tức ngừng lại, sau đó thân thể nhảy ngược về phía sau, giống như là thỏ chạy nhảy vậy, tốc độ nhanh vô cùng. Còn muốn chạy sao? Người trẻ tuổi kia cười lạnh, bàn tay nhấn về phía trước một cái, đuổi theo Mạo Đại. Tứ trảm, Lăng Hàn nhìn vào trong mắt, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Sau khi tiến vào trảm trần, nếu như không toát ra khí tức thì rất khó phán đoán tu vi của đối phương. Tuy rằng tứ trảm có thể phán đoán đối phương yếu hơn mình, nhưng mà cụ thể là bao nhiêu cũng không có cách nào biết rõ được. Đương nhiên phân hồn chống lạ trảm trần là có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng mà trong chiến đấu như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì phân hồn đối với trảm trần hoàn toàn là nghiền áp, cụ thể là nhất trảm hay là tứ trảm cũng có gì khác nhau đâu cơ chứ. Thiếu gia trẻ tuổi ăn chơi này không ngờ lại là tứ trảm. Dung nhan không già, chỉ có thể nói thời gian trảm trần của đối phương tương đối sớm, bởi vì sau khi trảm trần, thọ nguyên vô hạn. Dung nhan kia tự nhiên sẽ không thay đổi gì, có lẽ tới tứ trảm, độ khó cũng không lớn như từ sáng thế tới trảm trần. Người nọ nhìn qua quần là áo lượt, nhưng mà đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, người có thể trở thành trảm trần há có thể là kẻ ngốc. Người trẻ tuổi kia đắc thế không buông tha người, ép sát từng bước. Mạo Đại không ngừng xê dịch, thế nhưng hắn đã tính sai thực lực của người trẻ tuổi kia, hiện tại đã rơi vào trong thế bị động, không có cách nào thoát ra khỏi phạm vi công kích của đối phương. đây là áp chế của tứ trảm với tam trảm. Khá tốt, Mạo Đại là trảm trần hoàn mỹ, tuy rằng còn chưa có tư cách xưng là vương giả, nhưng mà người trẻ tuổi kia lại chỉ là trảm trần bình thường, bởi vậy Mạo Đại cũng chỉ bị động né tránh mà thôi, trong thời gian ngắn không tới mức bị thua. Trong thời gian 10 hô hấp ngắn ngủi, Mạo Đại rốt cuộc cũng nắm lấy thời cơ thoát khốn, sau đó trọng trần khí thế, cùng chiến với người trẻ tuổi này. Lăng Hàn chỉ nhìn vài lần là lắc đầu, cho dù Mạo Đại là trảm trần hoàn mỹ, nhưng mà so với đối phương kém hơn một trảm, chiến lực khác biệt rất lớn. Đo na chừng sau trăm chiêu Mạo Đại sẽ rơi vào trong hoàn cảnh xấu, sau ngàn chiêu là lộ ra xu thế thua. Đương nhiên nếu như Mạo Đại có thể kích phát đại chiêu gì đó, vậy thì không nhất định. Ta đã hơi coi thường ngươi rồi, người trẻ tuổi kia có chút kinh ngạc, hắn vốn cho rằng mình là tứ trảm, có lẽ chỉ cần 2-3 lần là có thể thu thập được Mạo Đại. Thật không ngờ trảm trần hoàn mỹ và trảm trần bình thường lại có chênh lệch tương đối lớn như vậy, khiến cho hắn công mãi không thắng. Kỳ thực hắn cũng chỉ là tứ trảm sơ kỳ, mà Mạo Đại lại là tam trảm đỉnh phong, lại là lắng động rất nhiều năm, chiến lực được rèn luyện cực kỳ cường đại. Nếu không có ưu thế hơn một trảm, nếu không cho dù hắn là tứ trảm đỉnh phong, Mạo Đại chỉ là tứ trảm sơ kỳ thì cam đoan Mạo Đại có thể lật bàn được. Hắc Ngọc Thủ, người trẻ tuổi kia cười lạnh một tiếng, ông, hai tay hắn hóa thành màu đen, nhưng mà cũng không phải là đen như mực mà là hơi mờ, như là ngọc thạch. Có thể thấy được trong ngọc thạch này có từng đạo ký hiệu đại đạo bắt đầu khởi động. Bí thuật Phó Gia, Hắc Ngọc Thủ, Mạo Đại hét lớn một tiếng, tay vỗ vào ngực, trong hai mắt lập tức có quang mang màu đỏ toát ra, chiến lực của hắn cũng tăng lên một mảng lớn, đón đánh Hắc Ngọc Thủ này. Oanh, Hắc Ngọc giống như bàn tay lớn đánh ra, bao trùm tứ phương. Một kích này là công kích nghiền áp, bàn tay lớn rơi xuống. Chống cự của Mạo Đại chỉ giống như châu chấu đá xe, yếu ớt vô cùng. Phanh, mặt đất run lên, có từng đạo kim quang từ trong lòng đất phóng lên trời, cảm giác chấn động rất nhanh đã dừng lại. Học cung có trận pháp bảo hộ, cảm ứng được trùng kích mãnh liệt là lập tức được kích phát. Cho bụi tán đi, chỉ thấy Mạo Đại bảo trì tư thế đứng thẳng, nhưng sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang theo chút vết máu, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Chương 1908, Vạ Lây Thượng. Sắc mặt người trẻ tuổi keo cũng không dễ nhìn, có lẽ là cũng phải trả một cái giá tương đối lớn khi phát động một kích vừa rồi. Bất quá so với Mạo Đại nhất định là bị thương nhẹ hơn. Bởi vì thực lực Mạo Đại không bằng hắn, lại còn chọi cứng một chiêu. Có chui vào hay không? Người trẻ tuổi kia dạng chân ra, chỉ vào giữa háng. Mạo Đại nắm chặt hai tay, có gân xanh nhúc nhích. Hắn tuyệt đối không chịu được chuyện nhục nhã như chui qua háng này. Đây là ngày đầu tiên hắn tới Thiên Long Học Cung, nếu hôm nay vắng, như vậy sẽ khiến cho lão sư Thiên Long Học Cung nghĩ thế nào về hắn chứ? Người này cũng quá lớn mật, Lăng Hàn thầm nghĩ, nếu như đổi lại là Đại Hắc Cẩu kia, nhất định nó sẽ mở miệng đồng ý, sau đó tới gần, nhất định sẽ cắn lên mông của người trẻ tuổi này, cam đoan người trẻ tuổi kia sẽ nhớ tới già. Bất quá loại chuyện này cũng chỉ có Đại Hắc Cẩu mới làm được, người bình thường không có mặt mũi nào làm được như vậy. Lăng Hàn phủi phủ y phục, đi nhanh về phía trước. Quy củ thật lớn a, tiến vào cửa lớn học cung còn phải chui qua chuồng chó nha. Người trẻ tuổi kia sững sờ, sau đó mới kịp phản ứng, lập tức giận tím mặt. Chuồng chó, ý của ngươi ta là chó sao? Móa nó, Lăng Hàn, đôi mắt người trẻ tuổi kia nheo lại, lộ ra vẻ trào phúng. Lăng Hàn có chút kinh ngạc, từ lúc nào hắn nổi danh như vậy trong Phó gia? Hắn gật đầu nói, gia gia của ngươi đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là Lăng Hàn. Nếu như Đinh Khiếu Trần sau khi chết có linh, nghe được câu này nhất định sẽ phiền muộn tới thổ máu. Ngươi giả mạo ta chán rồi sao? Người trẻ tuổi kia thì lại tức giận tới quá mức, gia gia ta cũng không có trẻ tuổi như vậy a. Hắn cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói. Ta là Phó Chính Đồng, chưa nghe nói qua, là con chó con mèo nào từ đâu tới vậy? Lăng Hàn phất phất tay, không cho đối phương chút mặt mũi nào. Đối phương đối xử với Mạo Đại như vậy làm cho hắn cực kỳ bất mãn. Sớm nghe người ta nói ngươi rất hung hăng càn quấy, quả nhiên là vậy. Phó Chính Đồng lãnh đạm nói, sớm nghe người ta nói, ai nói? Lăng Hàn nhìn đối phương, nói, ồ, không thể tưởng tượng được ta lại rất nổi danh nha, không phải tự rát vàng lên mặt mình như vậy. Phó Chính Đồng không nhịn được cải chính, không biết vì sao hắn rất đơn giản bị Lăng Hàn chọc giận. Ai lại cả ngày lải nhải nói tới ta như thế? Lăng Hàn cười hỏi. Phó Chính Đồng cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn vài lần rồi mới nói. Thánh tử Thái Âm Dóa, Bắc Huyền Minh. Lăng Hàn không khỏi ồ một tiếng, thế giới này không có cái gì gọi là vô duyên vô cớ yêu và hận. Dù Phó Chính Đồng có là thiếu gia ăn chơi trác táng cũng không có khả năng rảnh rỗi, không có việc gì đứng ngoài ngăn cửa chơi. Thế nhưng nếu như tăng thêm lời của Bắc Huyền Minh, như vậy tất cả mọi chuyện dễ giải thích. Bắc Huyền Minh chịu thiệt trong tay Lăng Hàn, sau đó gièm pha Phó Chính Đồng, làm cho đối phương ngăn cửa. Về phần Mạo Đại thì chịu vạ lây, cũng không biết Phó Chính Đồng suy nghĩ lại làm vậy, hay là hắn ta biết Mạo Đại có quan hệ với Lăng Hàn cho nên mới cố ý nhắm vào. Nói ngắn gọn, Mạo Đại lần này tuyệt đối là bị Lăng Hàn làm cho liên lụy. Lăng Hàn vuốt vuốt chóp mũi, như vậy hắn đánh lại một lần có lẽ không sao a. Hiện tại hắn đang thầm nghĩ trong lòng, không nói hắn có giao tình với Phó Cao Vân, chỉ cần bằng vào hai vị đại đan sư muốn thu hắn làm đồ đệ cũng đủ để khiến cho hắn có tư cách hung hăng càn quấy trong giới hạn ở Phó gia rồi. Ngươi là tay sai của Bắc Huyền Minh sao? Hắn cười nói, tên kia bị ta đánh một trầu, không tự mình tìm ta báo thù, lại cổ động loại người rác rưởi như ngươi tới giải khuây cho ta sao? Rác rưởi? Phó Chính Đồng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn là người Phó gia, đây là khái niệm gì chứ? Hắn chạy tới hơn vạn thành thị chung quanh, cho dù là cường giả phân hồn cũng phải khách khí gọi hắn một tiếng đồng thiếu. Ngươi thì sao, muốn bối cảnh không có bối cảnh, tu vi lại chỉ mới bước vào Phó Chính Đồng, ỷ có chút thiên phú mà dám làm càn với ta sao? Lăng Hàn, ngươi cậy có Phó Cao Vân bảo hộ ngươi là có thể không coi ai ra gì sao? Phó Chính Đồng cười lạnh, mang theo vẻ khinh thường mãnh liệt. Bất quá sau khi ánh mắt hắn đảo qua Nữ Hoàng và Thiên Phượng Thần Nữ thì không khỏi có chút sáng lên. Quả thực, chính là nhìn thấy Nữ Hoàng cho nên hai mắt hắn mới sáng lên. Thiên Phượng Thần Nữ tuy rằng cũng là giai nhân tuyệt sắc, nhưng mà trong một thành thị ít nhất có thể tìm ra được tầm 10 người, nhưng không có bước vào trảm trần, lực hấp dẫn đối với hắn không có quá lớn. Thế nhưng Nữ Hoàng thì không giống, tuy rằng dung nhan không lộ ra, nhưng tư thái hoàn mỹ, hơn nữa lại thêm khí chất cao quý thần bí kia, tu vi cấp bậc trảm trần khiến cho tim hắn đập thình thịch. Người có thực lực địa vị như hắn, chơi nữ nhân đã không còn là vì dáng người và mặt mũi nữa, còn phải xem khí chất của đối phương thế nào, tu vi ra sao. Giống như mang bạn gái ra ngoài vậy, sáng thế cảnh chính là bình hoa, trảm trần thì không giống như trước nữa, là người khiến cho mỗi người đều hâm mộ a. Ví dụ như hiện tại hắn vô cùng hâm mộ Lăng Hàn, bởi vì ngay cả hắn cũng không có đạo lữ cấp bậc trảm trần. Lăng Hàn ồ một cái rồi nói, Phó Cao Vân không phải là người thừa kế chức gia chủ Phó gia sao? Chỉ là một trong mà thôi, Phó Chính Đồng khinh thường nói. Ồ, vậy ngươi là một người cạnh tranh khác hay sao? Lăng Hàn cười nói, câu này tự nhiên là giễu cợt đối phương. Không có trảm trần hoàn mỹ, người như vậy tương lai có thể trở thành gia chủ Phó gia, như vậy Phó gia cũng sẽ bị người ta cười chết. Lúc này Phó Chính Đồng không còn phẫn nộ mà dùng vẻ mặt mơ ước nói. Đương nhiên ta không có tư cách, mà là Hải thiếu. Hắn mới là hy vọng tương lai của Phó gia chúng ta, nếu như để cho loại phế vật suốt ngày chỉ biết đánh đàn như Phó Cao Vân lên làm gia chủ, đó là sỉ nhục của Phó gia chúng ta. Xem ra trong Phó gia cũng chia phe phái bất đồng, mà vị trí gia chủ lại quá mê người, đương nhiên khiến cho tộc nhân phân hóa, mỗi người đều có đối tượng ủng hộ riêng. Lăng Hàn hiểu rõ, đối phương đã cố ý tới nhằm vào mình, không chỉ là bởi vì Bắc Huyền Minh mà còn là bởi vì hắn đi thân cận quá với Phó Cao Vân. Như vậy mới lọt vào đả kích của phe phái Hải thiếu gì đó. Chương 1909, vạ lây, hạ. Nói đến cũng dối, kỳ thực hắn cũng bị vạ lây, Mạo Đại thì bị liên lụy vì hắn, mà hắn thì vì Phó Cao Vân mà bị liên lụy. Ta đối với chuyện Phó gia các ngươi không quan tâm, ai làm gia chủ cũng không liên quan tới ta. Lăng Hàn lắc đầu, bất quá ngươi đã chủ động khiêu khích, như vậy ta không đánh ngươi một trầu thì quả thực phải xin lỗi bản thân mình. Ha ha, chỉ là nhất trảm mà thôi, ngươi cho rằng mình là ai chứ? Phó Chính Đồng cười lớn, tiểu tử này cho rằng mình có chút thiên phú là có thể lật trời sao? Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nhanh ra tay đi, ta thích nhất là đánh loại người như ngươi. Làm càn, Phó Chính Đồng hét lớn một tiếng, thân thể nhảy ra, bắt đầu công kích Lăng Hàn. Oanh, quy tắc vô tận từ trong cơ thể hắn đánh ra, hóa thành từng đạo xiềng xích màu đen, giống như là một con nhện đang săn bắt, tạo thành một cái mạng nhện khổng lồ vậy. Thân thể Lăng Hàn thoát ra, chủ động nghênh chiến. Chiến lực của Nữ Hoàng thua kém hắn một chút, hiện tại cũng chỉ có thể địch lại nổi tam trảm, tứ trảm thì không được. Trừ phi tu vi nàng có thể tăng lên tới nhị trảm đỉnh phong, như vậy chiến một trận với tứ trảm sơ kỳ vẫn có thể địch lại được. Thiên Phượng Thần Nữ thì càng không cần phải nói. Lăng Hàn vươn tay ra chụp một cái, lập tức nắm bắt lấy một cái xiềng xích quy tắc, dùng sức kéo một cái. Phó Chính Đồng lảo đảo, mà Lăng Hàn thì mượn cỗ lực lượng này nhanh chóng phóng về phía trước, rất nhanh đã đánh ra một quyền. Phó Chính Đồng kinh hãi, phải biết rằng Lăng Hàn cầm lấy xiềng xích này chính là quy tắc a. Đại đạo vô hình, sao có thể nắm được chứ? Hơn nữa lại còn làm cắn trả tới trên người hắn, khiến cho hắn lảo đảo một phen như vậy. Thực sự là quái vật, nhị trảm, Phó Chính Đồng kinh hô, Lăng Hàn vừa ra tay đương nhiên hắn cũng nhìn ra tu vi của Lăng Hàn. Đây đâu phải nhất trảm, nếu như là nhất trảm, hắn sẽ chặt đầu mình đi làm bóng đá. Con mẹ nó, Bắc Huyền Minh kia cũng không quá đắc tin, còn nói tên này mới chỉ vừa đột phá Trảm Trần trong Trảm Trần Uyên, thế nhưng đối phương lúc này là nhị trảm nha. Nếu nói Lăng Hàn chỉ dùng mấy năm có thể từ nhất trảm tiến vào nhị trảm, có đánh chết Phó Chính Đồng hắn cũng không tin. Còn có thiên lý sao? Nhị trảm thì thế nào chứ? Hắn rất nhanh đã chấn định lại, lại lộ ra vẻ khinh thường. Một quyền đánh ra, muốn ngạnh kháng với Lăng Hàn, cho dù là vương giả vô địch cùng giai, ví dụ nếu như đạt tới nhị trảm đỉnh phong sẽ phá vỡ ngăn cách cảnh giới, địch nổi tam trảm sơ kỳ, nhưng mà gặp phải tam trảm trung kỳ sẽ phải dừng lại. Nhưng mà hắn là tứ trảm sơ kỳ, như vậy cho dù Lăng Hàn là vương giả nhị trảm đỉnh phong thì sao chứ? Ở trước mặt hắn không phải là cái dám gì cả. Lăng Hàn không khỏi cười nói, người cả kinh sững sờ là ngươi, người nói không có gì cũng là ngươi. Ngươi không đi biểu diễn thì thật là đáng tiếc, quả thực là mai một nhân tài nha. Phanh, hai người mạnh mẽ đấu một quyền, ngay lập tức, thân thể run lên, lùi về phía sau vài bước, sau đó đều đứng lại, lùi lại vài bước rồi lại đứng lại. Lần này cuối cùng không ai phải di chuyển nữa, ngang sức ngang tài, lần này Phó Chính Đồng rốt cuộc cũng vô cùng kinh hãi, như vậy cũng quá kinh khủng a. Rõ ràng chỉ là nhị trảm không ngờ lại có thể địch lại hắn. Tuy rằng hắn chỉ là tứ trảm sơ kỳ, nhưng mà coi như Lăng Hàn này là nhị trảm đỉnh phong cũng không lẽ nào mạnh như vậy được. Con mẹ nó, đây là quái vật gì đây? Phó Chính Đồng không có biện pháp nào tin được, cũng không thể tin được. Đây quả thực là đánh vỡ quy tắc thép của võ đạo a, hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Nhất định là hắn nhìn nhầm, đối phương thực ra là tam trảm, đúng rồi, còn là tam trảm đỉnh phong nữa. Hay cho ra hảo giảo hoạt, rõ ràng là tam trảm, lại cố ý tu luyện công pháp nào đó, thay đổi khí tức làm cho ta mắc lừa. Phó Chính Đồng cắn răng nói, loại người này thực sự quá đáng giận, không cố gắng tăng thực lực lên thì thôi, lại còn dùng thủ đoạn đi đường ngang ngõ tắt âm người như vậy. Lăng Hàn kinh ngạc, bổn sự trợn mắt bịa đặt của tên này cũng quá lớn a. Ếch ngồi đáy giếng, hắn cũng lười tranh luận với đối phương, hai nắm tay run lên, kích phát chiến lực thêm một bước. Trấn áp cho ta, Phó Chính Đồng trấn định lại, chiến lực của song phương không sai biệt lắm, như vậy đành phải xem ai nắm giữ tiên thuật cao minh hơn mà thôi. Hắn thân là người Phó gia, sao có thể không bằng một tên nhà quê được chứ? Oanh, 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 hai người đại chiến đều triển khai tiên thuật, quy tắc hóa thành chiến mâu, xiềng xích, khiến cho không trung sôi sục, chấn động mặt đất. Khá tốt, may mà nơi này có trận pháp bảo hộ, muốn phá hỏng mặt đất tương đối khó khăn. Thế nhưng dù vậy mặt đất bốn phía vẫn rung động không thôi, nhìn qua giống như là mặt đất bị dỗ vậy. Không thể không nói, tứ trảm vẫn tương đối mạnh, dù là Phó Chính Đồng chỉ là tứ trảm sơ kỳ, hơn nữa chỉ là trảm trần bình thường, tuy vậy vẫn có thể khó phân cao thấp với Lăng Hàn. Lăng Hàn ở đằng kia cảm khái, nếu như một màn này để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ khiến bọn họ khiếp sợ tới mức rớt mất hai mắt xuống. Tiểu tử này chỉ là nhị trảm thôi sao? Nhưng mà không may, bởi vì nơi này là cửa lớn của học cung, chắc chắn sẽ có người ra vào, rất nhanh đã có người phát hiện ra Lăng Hàn đấu với Phó Chính Đồng. Mọi người không khỏi ngừng chân quan sát, đương nhiên cũng có một ít người phát hiện ra nữ hoàng, nhịn không được đứng ngắm. Thế nhưng phong thái của nữ hoàng cũng không hấp dẫn được bao nhiêu người. Bởi vì tất cả mọi người đều phát hiện ra Lăng Hàn chỉ là nhị trảm mà thôi. Chuyện này quá kinh người, nhị trảm có thể mạnh như vậy. Nếu như tiểu tử này đạt tới tứ trảm, chẳng phải có thể đủ địch lại phân hồn hay sao? Dưới sự khiếp sợ này, ngay cả lực hấp dẫn của nữ hoàng cũng bị làm yếu đi rất nhiều. Đương nhiên đây là do nữ hoàng không có lộ ra diện mạo chân thật, nếu không cho dù là tiên vương nói không chừng cũng bị nữ hoàng hấp dẫn. Chiến, chiến chiến, Lăng Hàn buông tay buông chân chiến một trận, toàn lực ứng phó. Vượt qua hai cảnh giới, rốt cuộc hắn cũng gặp được một đối thủ mà hắn có thể toàn lực chiến một trận. Nếu không, cho dù là vương giả tam trảm cũng chỉ có thể bị hắn chân áp mà thôi. Chỉ có đạt tới đỉnh phong mới có thể chống lại hắn. Chương 1910, Tiên Ma Kiếm phát huy. Hắn càng đánh càng sục sôi, thế nhưng trái tim của Phó Chính Đồng lại ngày càng lạnh lẽo hơn. Bởi vì bất kể nhìn như thế nào, Lăng Hàn đều không giống như là tam trảm a. Hắn đột nhiên có cảm giác, có phải bị Bắc Huyền Minh chơi một vố rồi hay không? Bắc Huyền Minh cũng không có nói bản thân thua trong tay Lăng Hàn này, mà chỉ hời hợt nói Lăng Hàn đắc tội với hắn ta, lại đi lại rất gần với Phó Cao Vân. Bởi vậy Hải Thiếu cũng thuận miệng nói một câu, muốn cho Lăng Hàn một giáo huấn. Hiện tại nhìn xem, rốt cuộc là ai giáo huấn ai. Thế nhưng đã chiến tới nước này, đương nhiên hắn cũng không thể nào dừng lại được, mà nhất định phải thắng. Nếu không về sau hắn cũng không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa. Hắn mở miệng phun ra một thanh kiếm nhỏ, nhưng mà lại nhanh chóng bành trướng lên, hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh dài 3 thước, trên thân kiếm có một đường vân hình rắn. Hắn rót vào nguyên lực, ông lập tức thân kiếm sáng lên, một đám hư ảnh đại sa dài hẹp hiện lên, phóng về phía Lăng Hàn. Thua cho ta, hắn múa trường kiếm chém về phía Lăng Hàn. Siêu siêu siêu, đám đại sa kia bay qua không trung, phát động công kích với Lăng Hàn. Chỉ mình ngươi có chuẩn tiên khí thôi sao? Lăng Hàn tế ra tiên ma kiếm, vừa vặn thanh tiên khí tương lai này mới tăng lên cấp bậc chuẩn tiên khí nhị tinh. Vừa vặn thử phong mang một chút, ông, tiên ma kiếm run rẩy, nhưng lại không có quang mang gì phát ra, thậm chí thân kiếm cũng không có phù văn đại đạo gì. Nhìn qua chỉ giống như một thanh trường kiếm phổ thông, những thánh văn trước đó đều bị Lăng Hàn làm mờ đi, đối với tiên ma kiếm mà nói, thứ đó bất quá chỉ là tạp chất mà thôi. Thế nhưng tuy rằng diện mạo xấu xí như vậy, nhưng khi Lăng Hàn chém ra một kiếm, kiếm quang ngập trời, sắc bén vô cùng, giống như muốn chém vòm trời thành từng mảnh nhỏ vậy. Phanh phanh phanh, hư ảnh đại xà bị kiếm khí chém vào, lập tức nghiền nát. Mà dư uy của kiếm khí vẫn còn, chém về phía Phó Chính Đồng. Cái gì? Phó Chính Đồng kinh hãi, hắn lấy ra chuẩn tiên khí là bởi vì muốn một lần định càn khôn. Thế nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ, một tiêu tử nhà quê lại có thể xuất ra một thanh tiên khí, hơn nữa uy lực còn cường đại hơn thanh của hắn. Hắn vội vàng rút lui, kiếm khí tiên ma kiếm chém ra thật đáng sợ, có thể đơn giản cắt đứt một đoạn thân thể của hắn. Tuy rằng không thể khiến cho hắn tử vong, nhưng mà đang êm đẹp, ai lại muốn bị chém nát thân thể chứ? Vốn hai người vẫn ngang tay với nhau, thế nhưng tiên ma kiếm vừa xuất, chiến lực song phương hoàn toàn biến đổi. Chỉ hơn 10 chiêu Phó Chính Đồng đã bị kiếm khí chém tới đầu rơi máu chảy, thương thế rất nặng. Một khi bị tiên ma kiếm chém vào, chẳng lẽ là đùa giỡn sao? Nếu không phải đây chỉ là kiếm khí, đổi thành trực tiếp bị tiên ma kiếm chém vào, như vậy sẽ chết chắc. Phó Chính Đồng rút lui ít nhất 100 dặm mới dừng lại, ánh mắt nhìn qua khoảng cách xa xa về phía Lăng Hàn. Lần này quả thực hắn mất hết mặt mũi, vốn hắn định giáo huấn Lăng Hàn một phen, nhưng mà bây giờ lại đổi thành hắn bị giáp huấn. Lại thêm bị vô số người chứng kiến, nếu rơi vào trong tay Hải Thiếu, nói không chừng hắn sẽ bị hắt hủi a. Hải Thiếu không cần phế vật, lại bảo hắn đánh một trận nữa với Lăng Hàn, cũng được, nhưng mà vấn đề là hắn không muốn bị ngược đãi lần nữa. Cửa học cung, tất cả mọi người liên tục nghị luận, mọi người cũng không biết Lăng Hàn là mãnh nhân nơi nào, tất cả đang suy đoán lai lịch của hắn. Mạo đại nhân, Lăng Hàn gật đầu với Mạo đại một câu, Mạo đại thì cảm khái vô cùng, trước đó hắn có ý định thu Lăng Hàn làm đồ đệ. Nhưng mà mới qua vài năm, đối phương chẳng những tu vi có thể đuổi gần kịp hắn, phương diện chiến lược càng vượt qua hắn một mảng lớn. Chuyện này khiến cho hắn rất khó có thể tiếp nhận, đừng gọi ta là Đại Na Han nữa, lần này tới đây ta đã không phải là thống lĩnh của Thương Nguyệt Quân, lại nói thực lực của ngươi còn hơn ta. Hắn nghiêm túc nói, võ giả tương giao chỉ nhìn thực lực mà thôi, nếu như không xứng, ngay cả trong lòng hắn cũng không được tự nhiên. Lăng Hàn cũng không có sĩ diện cãi láo mà sửa lại xưng hô. Vậy ta gọi là Mạo huynh vậy, lúc này Mạo đại mới gật đầu, hắn vừa muốn cùng với Lăng Hàn đi vào cửa thì đã thấy một người vừa vặn đi tới, là Phó Cao Vân. Lăng huynh đệ, nghe nói người đánh nhau sao? Phó Cao Vân nhìn chung quanh, người đâu, đánh xong rồi, Lăng Hàn cười nói, đá nhanh như vậy làm gì, ta còn chưa nhìn a. Đúng rồi, người cũng quá biết gây sự rồi, sao vừa tới học Âu Căng lại đánh nhau với người ta vậy? Phó Cao Vân giễu cợt Lăng Hàn trợn trắng mắt, còn không phải bị ngươi làm liên lụy sao? Đúng rồi, Phó gia các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu người thừa kế? Sao ngươi lại đột nhiên hỏi vấn đề này vậy? Phó Cao Vân cảm thấy có chút kỳ quái. Vừa rồi ta đánh nhau với một gia hỏa gọi là Phó Chính Đồng. Nói là người của Hải Thiếu gì đó. Hắn còn nói không nên lăn lộn với người không biết suy nghĩ như ngươi. Cái gì? Phó Cao Vân kinh hô. Ngươi đánh nhau với Phó Chính Đồng. Trời ạ, đây là tứ trảm a. Lăng Hàn hỏi kỹ càng một chút, mới biết được Phó gia quả thực không chỉ có một người thừa kế. Trên thực tế, thế lực tam tinh và những thế lực cao cấp hơn khó có khả năng chỉ bồi dưỡng một người thừa kế. Nếu không, vạn nhất có một ngày đột nhiên người này mất mạng, như vậy muốn bồi dưỡng một người nữa cần thời gian bao lâu chứ? Bình thường những thế lực này ít nhất cũng bồi dưỡng 4-5 người thừa kế cùng lúc. Như đại giáo đỉnh cấp còn có 10 người, thậm chí là nhiều hơn. Tài đại khí thô, nội tình kinh người, đương nhiên có thể bồi dưỡng thêm được nhiều người. Hơn nữa, người thừa kế nhiều hơn cũng có thể cạnh tranh lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau, trở nên càng thêm xuất sắc hơn. Ví dụ như Thái Âm giáo cho tới bây giờ có 7 người thừa kế, Bắc Huyền Minh chỉ là một trong số đó. Hắn muốn kết thành đạo lữ với Phó Hiểu Vân, một mặt cũng là vì muốn mượn thế lực Phó gia trợ giúp mình củng cố ngôi vị thánh tử. 7 người thừa kế này cũng không phải là cố định, nếu như có nhân vật mới càng thêm xuất sắc, như vậy trong 7 người, người biểu hiện kém cỏi nhất sẽ phải đào thải đầu tiên, cũng không cần đợi lão giáo chủ thoái vị mới bị đào thải. Chương 1911, Dạo oai phủ đầu. Mà Phó gia, bởi vì trong thế lực tam tinh không bằng Thái Âm giáo cho nên số lượng người thừa kế cũng ít hơn một chút, chỉ có 4 người. Trừ Phó Cao Vân và Hải thiếu Phó Thông Hải ra còn có Phó Tu Bình, Phó Băng Băng. Trong đó Phó Cao Vân là thiên tài mới nhất, vốn hắn chỉ là một người kế cận người truyền thừa, mà Phó Hiểu Vân kỳ thực cũng có tư cách cạnh tranh người thừa kế, cho nên gia tộc mới muốn gả nàng ra ngoài. Gả đi Thái Âm giáo, đương nhiên không có khả năng lại làm người thừa kế Phó gia được nữa. Hiện tại 4 người thừa kế này, trên phương diện cảnh giới có chênh lệch rất lớn. Ví dụ như người mạnh nhất là Phó Tu Bình, hiện tại đã là phân hồn cảnh, hơn nữa còn là cường giả thiên hồn cấp. Đương nhiên thời gian tu luyện của hắn cũng dài kinh người, tới hơn 100 ức năm. Tiếp theo là Phó Băng Băng, cường giả địa hồn, tuy rằng thời gian tu luyện ngắn hơn Phó Tu Bình một chút, nhưng mà chỉ ít cũng có hơn 8-90 ức năm. Phó Thông Hải so với hai người bọn họ còn trẻ tuổi hơn nhiều. Hiện tại vừa vặn bước vào phân hồn cảnh, hắn vốn là người có tiếng ủng hộ cao nhất trong 4 người thừa kế, thế nhưng Phó Cao Vân ngang trời xuất thế, địa vị của hắn bị uy hiếp cực lớn. Phó Cao Vân so với hắn có thiên phú cao hơn, tuy rằng cũng không cao hơn là bao, nhưng mà có thể được lựa chọn làm người thừa kế gia chủ, như vậy thiên phú vốn đã rất cao rồi. Cho nên cao hơn, dù chỉ là một chút đinh cũng tốt. Bởi vậy, Phó Thông Hải và Phó Cao Vân cạnh tranh cũng kịch liệt nhất. Theo như quy định, giữa người thừa kế với nhau không thể trực tiếp giao thủ, nếu không như vậy quá không công bằng. Nhưng mà có thể tự mình mời chào tùy tùng, thông qua tùy tùng mà đọ sức với nhau. Trước đó Phó Thông Hải có tiếng ủng hộ cao nhất, bởi vậy tùy tùng của hắn cũng là nhiều nhất. Mà Phó Cao Vân quật khởi không được bao lâu, nói đến số lượng và chất lượng tùy tùng, đều xa không bằng Phó Thông Hải. May mắn là tu vi cao nhất của tùy tùng cũng chỉ giới hạn ở trảm trần cảnh, một là vì công bằng, thứ hai là cường giả phân hồn trong thế lực tam tinh cũng có thể xưng là lão đại. Sao có thể theo đuôi đám tiểu bối như vậy chứ? Đương nhiên thời gian của Phó Tu Bình trên địa vị người thừa kế đủ dài, tùy tùng lúc trước cũng có mấy người bước vào phân hồn cảnh, đó cũng là chuyện nằm trong sự cho phép. Chỉ là không thể dùng tranh đấu, cạnh tranh với người khác mà thôi. Nghe Phó Cao Vân nói xong, Lăng Hàn mới biết được trong lúc vô ý mình lại bị cuốn vào trong một hồi tranh chấp. Nếu như không phải Phó Cao Vân đi mời chào mình, như vậy cũng không có một chút dám nào. Nhưng bây giờ hắn lại bị Phó Thông Hải nhìn chằm chằm vào, có lẽ còn có Phó Tu Bình, Phó Băng Băng. Mấu chốt nhất chính là nội đấu trong Phó gia không cho phép chọc dao găm vào người trong gia tộc, nhưng mà hắn là người bên ngoài a. Ai biết có người ngại hắn chướng mắt, muốn tiêu diệt hắn hay không chứ? Hắn thực sự là người trời sinh phiền phức hay sao chứ? Đến đây, trước tiên ta mang ngươi đi gặp mấy bằng hữu. Phó Cao Vân cười nói, xong rồi mang Lăng Hàn rời đi. Học cung này to giống như một tinh cầu vậy, bởi vậy chỗ của các học viên cũng xa hoa vô cùng. Phó Cao Vân dẫn 4 người Lăng Hàn đi tới một biệt viện. Biệt viện này được kiến tạo dựa lưng vào núi, bên cạnh là một con sông. Khi mấy người bọn hắn đi vào, lập tức có tôi tớ chào đón. Sau khi tiến vào, chỉ thấy trong hoa viên đang tiến hành một trà hội, có mười mấy người thưởng trà nói chuyện. Lúc nhìn thấy Phó Cao Vân, cả đám liên tục đứng lên. Đến đây, giới thiệu cho mọi người một chút, vị này chính là Lăng Hàn Lăng huynh đệ. Hai vị tiên tử này đều là đạo lữ của Lăng huynh đệ. Vị này chính là Mạo đại huynh. Phó Cao Vân giới thiệu 4 người Lăng Hàn một chút, Lăng huynh, Mạo huynh, những người này liên tục ôm quyền với Lăng Hàn và Mạo đại, về phần Nữ Hoàng và Thiên Phượng Thần Nữ, bọn hắn cũng chỉ gật đầu mà thôi. Dù sao cũng là đạo lữ của người ta, không thể biểu hiện quá mức thân mật. Lăng Hàn và Mạo đại cũng ôm quyền trả lễ, ngươi cho ta mặt mũi, đương nhiên ta cũng phải có khuôn mặt tốt rồi. Xem ra Vân thiếu rất coi trọng vị này a. Một người trẻ tuổi bưng trà đi tới, mục tiêu là Lăng Hàn. Đến đây, ta dùng trà thay rượu, kính Lăng huynh một ly. Hắn có chút không cam lòng, bởi vì Phó Cao Vân tự mình đi đón mấy người Lăng Hàn tới. Mà nhìn Lăng Hàn rõ ràng còn mang theo gia quyến, cho nên hắn không cần suy nghĩ nhiều, lập tức suy đoán Lăng Hàn có lẽ chính chủ. Dựa vào cái gì? Khóe miệng Lăng Hàn nở nụ cười, hắn thực sự không quan tâm Phó gia ai là gia chủ hiện tại. Thế nhưng nếu ai chọc tới đầu hắn tuyệt đối không khách khí. Hắn đang muốn nâng chén đáp lễ, muốn cho đối phương ăn chút khổ sở thì đã thấy Nữ Hoàng cản hắn lại. Ngươi không có tư cách uống trà với phu quân ta. Nữ Hoàng trực tiếp ra tay, bàn tay trắng nõn đẩy ra, thế lôi đình vạn quân. Sắc mặt người trẻ tuổi kia lập tức biến đổi, vội vàng nâng tay lên chống đỡ lại. Thế nhưng căn bản không phải là địch của Nữ Hoàng, chỉ thấy nước trà rơi vãi ra, bắn vào mặt hắn. Ai bảo hắn không yên tĩnh, nói là tới kính trà, trên thực tế lại muốn làm cho Lăng Hàn mất mặt. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều ồ lên một tiếng. Người trẻ tuổi kia tên là Kim Chí Vũ, là tiểu bối của Kim gia, một thế lực phụ thuộc vào Phó gia. thiên phú võ đạo không tồi, tương lai có cơ hội trở thành trụ cột Kim gia. Người cạnh tranh vị trí gia chủ như Phó Cao Vân, người tranh thủ không chỉ là nội bộ gia tộc ủng hộ mà còn là những thế lực phụ thuộc. Những thế lực phụ thuộc này cũng thừa dịp gia chủ thay đổi, để thăng địa vị của mình lên. Như vậy chính là một lần bay vọt, bằng không nhất định sẽ là một triều một thiên tử, một thần, rất là khó coi. Kim Chí Vũ này tu vi là nhị trảm đỉnh phong, tuy rằng không phải là trảm trần hoàn mỹ, thế nhưng chênh lệch lại quá kém. Thực lực so với Phó Cao Vân cũng chỉ hơi kém mà thôi. Thế nhưng trước mặt nữ hoàng lại hoàn toàn không phải là đối thủ, chuyện này đương nhiên rất là dọa người. Ngay cả Phó Cao Vân cũng thật không ngờ, mặc dù hắn biết nữ hoàng rất mạnh, nhưng mà như vậy cũng quá mạnh a. Ha ha, người trong nhà, đừng làm tổn thương hòa khí. Hắn vội vàng hòa giải, đây là thành viên trong tổ chức tương lai của hắn nha, tự nhiên không thể bất hòa từ bên trong. Nếu không sao có thể tranh giành với người khác được. Chương 1912, đánh đàn. Kim Chí Vũ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn về phía nữ hoàng không khỏi mang theo vài phần sợ hãi. Chỉ có một chiêu, hắn biết mình còn xa không phải là đối thủ của nữ hoàng, chênh lệch quá lớn, hắn dùng tới át chủ bài cũng là vô dụng. Một đòn dao oai phủ đầy này khiến cho tất cả mọi người trở nên nhiệt tình. Võ giả kỳ thực rất ti tiện, không bị đánh đau sẽ không học nghe lời. Mọi người uống chút trà, lại nghiên cứu, thảo luận võ đạo một chút. Đột nhiên lại có người cười nói, Vân thiếu, không bằng đàn cho chúng ta nghe hai khúc a. Lập tức, sắc mặt Phó Cao Vân trở nên đen kịt. Phó Cao Vân yêu thích nhất là âm luật, đây là chuyện mọi người đều biết. Bởi vậy những tùy tùng này muốn vỗ mông ngựa hắn cũng rất đơn giản. Chỉ cần nói xin hắn đàn hai khúc, cam đoan vẻ mặt Phó Cao Vân sẽ rất hớn hở. Nhưng lúc này thì khác, từ khi muốn dạy Lăng Hàn âm sắc, lại bị Lăng Hàn âm một lần. Phó Cao Vân rất ít đánh đàn, bởi vì một khi đánh hắn sẽ không tự chủ được mà nghĩ tới làn điệu liên hoa lạc kia, làm cho hắn thiếu điều đập vỡ đàn. Đường đường là Phó gia đại thiếu, sao có thể không biết thưởng thức như vậy chứ? Bởi vậy, hiện tại xin hắn đàn hai khúc cũng không phải là vuốt mông ngựa mà là đập vào đùi ngựa a. Đúng nha, Vân thiếu, đàn hai khúc đi, có người vẫn còn ồn ào. Bọn hắn nào biết rằng Phó Cao Vân có oán hận tâm lý như vậy, cả đám hò nhau, liên tục lên tiếng yêu cầu. Phó Cao Vân cũng không thể phá tan hào hứng của mọi người, hắn đành lấy đàn ra, cố gắng bình tâm tĩnh khí. Nhiều ngày như vậy trôi qua, dùng công lực tu tâm dưỡng tính của hắn kỳ thực đã điều hòa trở lại. Chỉ là điều kiện tiên quyết là không được đột nhiên nghĩ tới Lăng Hàn, nếu không nhất định sẽ rối loạn. Không nên, không nên, hắn nhắm hai mắt lại, nhấn một cái trên dây đàn. Lập tức, thanh âm như là tiếng suối từ trên dây đàn vang lên. Bình tâm mà nói, Phó Cao Vân ở phương diện này quả thực có tạo nghệ rất cao. Không có biện pháp, sống lâu như vậy, cho dù có chút thiên phú, lại thêm chút cố gắng, có gì mà học không tinh chứ? Tất cả mọi người đều rung đùi, ra vẻ đắc ý. Mặc kệ có phải là thực tâm ưa thích âm luật hay không, lúc này dù sao cũng phải giả vờ một chút. Lăng Hàn thì nhàm chán ngáp vài cái, hắn không phải là người thích yêu nhã, so với việc lãng phí thời gian vào việc hiểu âm luật, còn không bằng đi tu luyện võ đạo, hay là nghiên cứu đan thuật. Hắn nhìn về phía nữ hoàng và thiên phượng thần nữ rồi cười cười, một trò đùa dai hiện lên trong đầu hắn. Hắn duỗi ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên chén trà, đúng là làn điệu liên hoa lạc. Thanh âm rất nhỏ, thế nhưng ở đây đều là cường giả trảm trần cảnh, làm sao lại không nghe thấy cơ chứ? Người bên ngoài cũng thôi đi, dù sao thanh âm này rất nhỏ, có thể trực tiếp bỏ qua. Chỉ là Phó Cao Vân lại thảm, hắn nhắm hai mắt, hết sức chăm chú, đối với hắn mà nói, nghe mình đánh đàn là một loại hưởng thụ. Nhưng mà lúc này một làn điệu quen thuộc truyền tới, liên hoa lạc, siêu một tiếng, tiếng đàn của hắn lập tức biến đổi, thiếu chút nữa tức tới chết. Không nghe, không nghe, không nghe, hắn vội vàng tự nói với mình, thế nhưng càng là như vậy, thanh âm yếu ớt kia lại rõ ràng nhất, hóa thành sông ngòi biển cả, đang vang vọng trong đầu hắn. Sau đó tiếng cầm của hắn biến đổi, tự động chuyển thành liên hoa lạc. Mọi người không khỏi nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Đều có thể nhìn thấy vẻ xấu hổ trong mắt đối phương. Vân thiếu đàn như vậy là có ý gì? Sao lại có cảm giác giống như tên ăn mày trong Tiểu Vương Thành vậy? Không đàn nữa. Phó Cao Vân cũng ý thức được, hắn đẩy đàn ra, bộ dáng như gặp phải đường cùng vậy. Sắc mặt tất cả mọi người đều rất cổ quái, muốn cười mà không dám cười, muốn nói cũng không thể nói. Ha 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 ha, Lăng Hàn lại cười to, hắn là người khởi xưởng, dám làm dám chịu, đương nhiên phải cười. Đối với Lăng Hàn, Phó Cao Vân chỉ có thể lắc đầu mà thôi. Có chuyện gì rộn rã như vậy? Một nam tử trẻ tuổi đi tới, thế nhưng lúc đi lại lảo đảo. Trình huynh, mọi người liên tụ bái phỏng, người này gọi là Trình Trung, mà Trình gia là một trong những gia tộc thực lực cường đại nhất trong các gia tộc phụ thuộc Phó gia. Bởi vậy đối với Phó Cao Vân, sự ủng hộ của Trình Trung rất là quan trọng. Đương nhiên đời sau của Trình gia, ai làm gia chủ cũng phải nhìn tình huống. Bởi vì Trình Trung cũng không nhất định là gia chủ tương lai. Bởi vì Trình gia thế lớn, chẳng những mọi người đối với hắn vô cùng kính sợ, ngay cả Phó Cao Vân cũng cho đủ mặt mũi. Trình Trung, sao ngươi lại tới đây? Phó Cao Vân rất là tùy ý nói. Trình Trung lắc đầu, nói, đừng nói tới, bị một con chó cắn. Cái gì, mọi người đang uống trà, thiếu chút nữa phun ra, chuyện này cũng quá khoa trương a. Trình Trung có tu vi gì chứ? Tứ trảm trung kỳ, cũng là một cao thủ mạnh mẽ trong đám người Phó Cao Vân lôi kéo. Không ngờ cao thủ như vậy cũng bị chó cắn, chuyện này nói ra quả thực khiến cho người ta chê cười tới chết a. Vẻ mặt Lăng Hàn thì vô cùng cổ quái, chuyện này nghe qua tại sao lại có chút quen thuộc như vậy chứ? Làm sao có thể, Phó Cao Vân khiếp sợ, sau đó lại cảm thấy buồn cười, nhịn cười quả thực có chút vất vả. Dùng thực lực của ngươi không ngờ lại bị chó cắn. Ai, Trình Trung thở dài, ta cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Trên đường đi gặp tên Phó Chính Đồng đang xám xịt rời đi, ta liền nói một câu chó săn, sao lại bị thương như vậy. Kết quả không biết từ chỗ nào xuất hiện một con chó đen, nó hung hăng cắn một ngụm vào mông ta, đau tới chết a. Tất cả mọi người đều ồ lên một tiếng, như vậy cũng bị cắn được sao? Ngươi là tứ trảm đó. Lăng Hàn thì đã xác nhận, không thể nghi ngờ, đây không phải thủ bút của Đại Hắc Cẩu thì còn là của ai nữa. Kỳ quái, đầu chó hoang này sao lại chạy tới đây, muốn gây tai họa cho ai? Trong Ly Thiên Thành từ khi nào lại xuất hiện một đầu mãnh thú như vậy? Vẻ mặt Phó Cao Vân vô cùng kỳ quái, hỏi, là vị lão đại nào thu phục được tiên thú sủng, còn chưa có thuần được dã tính của nó hay sao? Không, Trình Trung lắc đầu nói, con chó đen cai còn mặc nội y, khiến ta thiếu chút nữa cười ra nước mắt. Phốc, có người rốt cuộc không nhịn được mà bắt đầu phun ra nước trà. Đến đây, ngồi xuống, chậm rãi nói, chương 1913, tranh giành danh ngạch thượng. Phó Cao Vân nói, bị chó cắn cũng không thể báo thù, chẳng lẽ còn có thể cắn lại hay sao? Không ngồi, Trình Trung vội vàng khoát tay, hắn nào dám ngồi chứ? Bởi vì lúc này mông của hắn rất là đau đớn, tất cả mọi người đều cười thầm không thôi. Chuyện này ngẫm lại vô cùng sung sướng, chẳng qua là người bị chuyện lại rất là thảm thương. Hôm nay triệu tập tất cả mọi người tới, trừ chạm mặt ra còn có một chính sự. Phó Cao Vân xoa xoa tay, ý bảo tất cả mọi người yên tĩnh lại. Tiềm Long bí cảnh sắp mở ra, hôm nay phải xác định chuyện chọn người một chút. Nghe thấy bốn chữ Tiềm Long bí cảnh, hai mắt mọi người không khỏi sáng lên. Đây là di chỉ của một đại giáo thời kỳ thượng cổ, năm đó khi vừa mới phát hiện ra, bên trong thậm chí còn một khối tiên kim. Kết quả dẫn tới ba thế lực tiên vương cấp tranh đoạt, rất là oanh động. Từ đó về sau Tiềm Long bí cảnh không xuất hiện loại bảo vật cấp bậc hy hữu như vậy nữa. Tuy rằng ngẫu nhiên có một ít thế lực lớn phái người tới thử thời vận, nhưng mà tình huống như vậy lại rất ít. Bất quá đối với Phó gia mà nói, Tiềm Long bí cảnh vẫn là một tài nguyên cực kỳ quan trọng. Bởi vì bên trong sẽ sản xuất ra một thứ gọi là huyết long thạch. Đối với võ giả trảm trần cảnh có tác dụng tăng tiến tu ít rất lớn. Còn có thể làm thần hồn cường đại hơn, vì phân hồn trúc cơ. Thậm chí, ngẫu nhiên trong bí cảnh này cũng có thể phát hiện ra công pháp, tiên thuật. Nếu như nguyên viên, nói không chừng là tiên phủ, cấp bậc thăng nguyên cũng không biết chừng. Nói chung, rất là trâu bò. Tiềm Long bí cảnh trước đó từng xảy ra đại chiến, bởi vậy bên trong tràn ngập khí tức đáng sợ. Chỉ có cách mỗi 3000 vạn năm, bên trong có một ngọn núi lửa phun trào, khi đó mới có thể ngăn những khí tức cuồng bạo này, có thể tiến vào bên trong tìm kiếm. Trừ dung nham mà ngọn núi lửa này phun ra còn có huyết long thạch. Nhưng cho dù như vậy, muốn bình an tiến vào Tiềm Long bí cảnh còn cần mặc áo do mảnh vụn huyết long thạch đặc biệt chế thành. Nếu không vẫn chỉ còn con đường chết mà thôi, nhưng mà thứ như vậy cũng không nhiều, hơn nữa theo thời gian trôi qua, hao tổn rất lớn. Trên cơ bản chỉ có một lần duy nhất, bởi vậy danh ngạch tiến vào Tiềm Long bí cảnh cũng rất hạn chế. Mỗi một người đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn qua Phó Cao Vân. Tiềm Long bí cảnh cũng không phải thực sự do Phó gia khống chế hoàn toàn, mà là do bốn thế lực tam tinh gần đó cùng nhau khống chế. Mà một ít thế lực tam tinh xa hơn cũng thò chân vào. Chỉ là số lượng người có thể đưa vào tương đối ít. Đồng thời Tiềm Long bí cảnh còn có một hạn chế, đó là người tiến vào chỉ có thể là trảm trần cảnh. Phân hồn, tiên phủ không phải là không thể, nhưng mà không có cách nào tiến vào quá sâu. Bởi vậy lãng phí một kiện huyết long giáp là chuyện không đáng. Đối với người trẻ tuổi mà nói, tiến vào Tiềm Long bí cảnh đồng nghĩa với việc bản thân có cơ hội thay đổi rất lớn. Nếu như không cẩn thận tìm được một bộ tiên vương kinh pháp, lại ăn mấy khỏa tiên đan, như vậy sẽ trực tiếp trở nên ngưu bức a. Phó Cao Vân là một trong 4 người thừa kế của Phó Gia, bởi vậy trong tay hắn nắm 10 danh ngạch tiến vào. Hắn nhất định phải đi, bởi vậy chỉ còn thừa lại 9 danh ngạch. Vân thiếu, ta nguyện ý đi theo người, xông phá khói lửa, chết cũng không từ. Có người lập tức kêu lên, bề ngoài, trung tâm này là giả, kỳ thực chỉ là một lời nói uyển chuyển, ta muốn đi Tiềm Long bí cảnh, cho ta một danh ngạch. Vân thiếu, ta cũng nguyện ý làm trâu ngựa cho Vân thiếu. Vân thiếu, Vân thiếu, rất nhiều người đều lên tiếng gọi, biểu hiện ra vẻ vì Phó Cao Vân không tiếc mạng sống. Nhưng mà cũng có một ít người tương đối rụt rè, ví dụ như Trình Trung vậy. Hắn là thiên kiêu của Trình gia, cho dù không thể đạt được danh ngạch tiến vào từ tay Phó Cao Vân, như vậy cũng có thể lấy được từ trong gia tộc mình. Trình gia là một trong 5 đại thế lực phụ thuộc cường đại nhất dưới trướng Phó gia, lại là nhà mạnh nhất. Đương nhiên có thể nhận được một bộ phận danh ngạch tiến vào. Chỉ là còn xa không nhiều bằng Phó gia mà thôi. Bất quá nếu như hắn lựa chọn ủng hộ Phó Cao Vân mà Phó Cao Vân lại không cho hắn lấy một danh ngạch. Như vậy Trình Trung nhất định sẽ sinh lòng oán khí, từ nay về sau cũng có khả năng sẽ chuyển sang ủng hộ người khác. Chuyện này phải xem Phó Cao Vân sắp xếp thế nào, khảo nghiệm trình độ lãnh đạo của hắn. Đây cũng là một bài học bắt buộc cho vị trí gia chủ. Một chén nước tất không thể giữ thăng bằng, nên lấy ai bỏ ai, nên trấn an thế nào, đây cũng là học vấn. Lăng Hàn cũng không có mở miệng, sau khi hắn biết rõ Tiềm Long bí cảnh là gì hắn đã quyết định, nếu như Phó Cao Vân cho hắn danh ngạch, vậy hắn sẽ thu thật nhiều huyết long thạch hộ đối phương, một lúc nào đó sẽ trả lại nhân tình này cho đối phương. Vạn nhất không có lấy được, hắn còn có thứ tốt như luân hồi trà, tuyệt đối sẽ không để cho Phó Cao Vân uổng công suất danh ngạch này. Lại nói, thứ đáng tiền nhất của Lăng Hàn chính là tiềm lực của hắn. Tương lai có khả năng là tiên vương, đan sư ngũ tinh. Chỉ có thể nhìn xem Phó Cao Vân có ánh mắt và quyết tâm đánh cuộc hay không mà thôi. Phó Cao Vân đã nói rõ chuyện này trước mặt mọi người, đương nhiên hắn đã có cân nhắc, hắn chậm rãi mở miệng, phân phối chính danh ngạch này. Quả nhiên Trình Trung có một danh ngạch, còn có một người gọi là Lý Toàn cũng nhận được một danh ngạch. Sau đó là Lăng Hàn và Nữ Hoàng, 5 danh ngạch còn lại được Phó Cao Vân dùng phương thức luận võ quyết định ra. Bởi như vậy người thua trận cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục, dù sao đây là thế giới võ giả, thực lực là thứ hàng đầu. Sau khi thi đấu chấm dứt, người thắng thì không sao, nhưng mà người thua đối với việc Lăng Hàn và Nữ Hoàng chiếm đi 2 danh ngạch vô cùng bất mãn. Dựa vào cái gì chứ? Các ngươi mới tới, lại không có bối cảnh gì, cứ như vậy lấy đi 2 danh ngạch, làm sao để cho chúng ta tin phục được chứ? Thế nhưng bọn hắn cũng không dám biểu đạt lòng bất mãn trước mặt Phó Cao Vân. Cả đám đều ghi nhớ trong lòng, dù thế nào cũng không thể bỏ qua được chuyện này. Sau khi trà hội chấm dứt, Lăng Hàn và Nữ Hoàng đi tới nơi ở của bọn hắn trong nội cung. Nơi này rất lớn, căn bản chính là một tòa trang viên cực lớn, có trên 100 người hầu, ít nhất tu vi cũng là tinh thần cảnh, cực kỳ xa xỉ. Chương 1914, tranh giành danh ngạch hạ. Phó Cao Vân suy nghĩ rất là chu đáo, cũng không có sắp xếp cho 3 người ở 3 nơi, mà để cho bọn hắn ở cùng một chỗ. 3 người Lăng Hàn vừa mới được sắp xếp đã nghe thấy tôi tớ báo lại, có người cầu kiến. Lăng Hàn ngẫm nghĩ, lại để tôi tớ dẫn người tiến tới. Đây là một nam tử mặc y phục màu xanh, trước kia ở trà hội Lăng Hàn đã từng gặp, họ Triệu tên Bàng, tu vi nhất trảm đỉnh phong, cũng không cướp được danh ngạch tiến vào Tiềm Long bí cảnh. Lăng Hàn đúng không? Hắn vừa đi vào đại sảnh, ánh mắt nhìn qua Lăng Hàn một chút, mang theo một tia khinh miệt. Ngươi là người tới sau, ngày mai không đi Tiềm Long bí cảnh, đem danh ngạch chuyển lại cho ta, ta cũng không để cho ngươi tổn thất không công. Hừ, hắn ném tới một cái giới chỉ không gian, bên trong có 1 vạn tinh thạch, đủ để đền bù cho ngươi. Nói thật, 1 vạn tinh thạch quả thực là một khoản tiền lớn, thế nhưng mà so với danh ngạch Tiềm Long bí cảnh lại không đáng một xu. Đã tới trảm trần, thọ nguyên vô hạn, muốn kiếm một chút tinh thạch còn không phải đơn giản sao. Lăng Hàn cười ha hả, thu chai nhẫn lại. Triệu Bàng thấy thế, trên mặt ra vẻ quả nhiên là thế. Trong mắt hắn, Lăng Hàn cũng không có bối cảnh gì, chỉ là được Phó Cao Vân coi trọng, nội tình không có. Người như vậy chỉ cần ô đô ha một cái, cam đoan sẽ nghe lời. Thấy không, còn chưa đợi hắn nói lời uy hiếp thì tiểu tử này đã phải nghe lời rồi. Thực sự là nhát gan, phần lễ hoan nghênh này ta thu, cút đi. Lăng Hàn phủi tay, cái gì, Triệu Bàng sững sỡ, còn cho rằng lỗ tai mình nghe nhầm, sau đó hắn mới nói. Ngươi nói cái gì, Lan, ngươi không hiểu sao? Lăng Hàn mỉm cười, đến đây, để ta dạy ngươi, trước tiên là để tay lên mặt đất, sau đó đầu lại chạm vào mặt đất, hai chân dùng sắc, như vậy là có thể tiến về phía trước. Dùng trí tuệ của ngươi, học cái này vẫn đủ hiểu chứ? Triệu Bàng lập tức tức điên lên, ngươi cho rằng ta là kẻ đần sao? Ngay cả Lan cũng không hiểu, hắn giận tím mặt, chỉ vào Lăng Hàn rồi quát, ngươi không nên rượu mời không uống còn muốn uống rượu phạt. Nếu như hiện tại ngươi không lăn ta sẽ giúp ngươi lăn. Nhưng mà khi đó ngươi khó tránh khỏi phải chịu khổ. Lăng Hàn phẩm trà, ung dung nói. Triệu Bàng tức quá hóa cười, tên này quả thực đủ to gan, chẳng những không nghe lời hắn nói, không ngờ lại dám nuốt tinh thạch của hắn. Không ngờ tiểu tử này dám làm vậy. Lăng Hàn, ngươi tự tin quá rồi. Hắn lạnh lùng nói, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nghe theo ta sắp xếp, bằng không kết cục của ngươi nhất định sẽ vô cùng thảm. Lăng Hàn mỉm cười, ta cũng khuyên ngươi một câu, không nên tự mình chuốc lấy cực khổ. Làm càn, Triệu Bàng cuối cùng cũng không nhịn được mà ra tay. Nếu như đem Lăng Hàn đổi lại là nữ hoàng, như vậy cho dù trong lòng Triệu Bàng có giận dữ cũng không dám ra tay. Ai bảo người ta có thể dùng một kích đã đánh bại Kim Chí Vũ. Ngay cả nhị trảm cũng bị đánh bại một cách đơn giản, nhất trảm như hắn càng không cần phải nói nhiều. Chẳng lẽ Lăng Hàn cũng nghêu bức như vậy sao? Lăng Hàn thở dài, người khác không nghe lời, lại thích chịu khổ, như vậy hắn cũng chỉ có thể chịu khổ một chút, vất vả chút, dạy bảo đối phương nên làm người thế nào. Phanh, hắn tiện tay nắm cổ Triệu Bàng, nắm như là nắm một con gà vậy. Để ta giúp ngươi xéo đi vậy. Lăng Hàn hất tay một cái, phanh, Triệu Bàng lập tức bị ném ra ngoài, theo quán tính lăn mấy vòng rồi mới dừng lại. Triệu Bàng một đường lăn tới cửa lớn, vừa vặn dừng lại trước cửa. Hắn vừa thẹn vừa giận, lại còn có chút không cam lòng, nói. Ta, linh thạch của ta đâu? Đã không thay ta làm việc, đương nhiên phải trả tinh thạch cho ta chứ. Tinh thạch gì vậy? Lăng Hàn rất tùy ý hỏi ngược lại, sau đó ra vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ ý ngươi nói lễ hoan nghênh của ngươi đối với ta? Ta nói này, tên ngươi là gì nhỉ? Hắn nhìn Triệu Bàng, cũng không đợi đối phương mở miệng mà trực tiếp khoát tay nói. Được rồi, dù sao cũng không quá quan trọng, ta nói ngươi cũng quá hẹp hòi, lễ hoan nghênh nào có chuyện cho đi còn thu lại chứ? Nghênh con mẹ ngươi a! À. Triệu Bàng cảm thấy ủy khuất sắp khóc, ngươi cầm tinh thạch của ta, ngươi lại ném ta lăn ra ngoài, đến bây giờ ngay cả tên của ta cũng không nhớ kỹ, ta oan a! À. Hắn do dự nửa ngày, sau đó không kêu một tiếng mà quay người rời đi. Hắn khẳng định mình không đánh lại Lăng Hàn, nhưng mà một người không có bối cảnh như vậy cũng có thể bắt nạt Triệu Bàng hắn. Đối phương cho rằng Triệu gia chỉ để trang trí thôi sao? Trở về tìm viện binh, Lăng Hàn không thèm để ý, mặc kệ hắn có lấy số tinh thạch của đối phương hay không thì đối phương nhất định cũng không bỏ qua cho Lăng Hàn. Như vậy 1.000 tinh thạch này coi như là tiền thi đấu, cùng chơi với Triệu gia. Bất quá, người có chủ ý với danh ngạch Tiềm Long bí cảnh không chỉ có một mình Triệu Bàng a. Hơn nữa người bắt nạt Lăng Hàn không có bối cảnh cũng không chỉ có một người. Còn chưa đuổi Triệu Bàng đi bao lâu lại có tôi tớ tới bẩm báo, có vị khách thứ hai tới. Người tới tên là Phó Tuấn Vĩnh, họ Phó đương nhiên là người Phó gia, nhưng mà tộc nhân Phó gia quá nhiều, chi nhánh vô số. Phó Tuấn Vĩnh chỉ là người không quá được coi trọng ở nhất mạch này, không có khả năng nhận được danh ngạch tiến vào Tiềm Long bí cảnh từ gia tộc. Bởi vậy chỉ có thể dựa vào Phó Cao Vân mà thôi. Thế nhưng thực lực của hắn không đủ để cướp đoạt một trong 5 danh ngạch kia, bởi vậy hắn mới tới tìm Lăng Hàn. Nói tới nói lại cũng là cảm thấy Lăng Hàn dễ bắt nạt. Lăng huynh, Phó Tuấn Vĩnh vừa vào cửa đã ôm quyền, nhiệt tình gọi một câu Lăng huynh. So với Triệu Bàng hắn còn biết làm người hơn nhiều, có giận dữ cũng không đánh vào khuôn mặt đang tươi cười, Lăng Hàn cũng cười cười, nói. Tuấn Vĩnh huynh, Phó Tuấn Vĩnh không đề cập tới chuyện danh ngạch, nhưng lại nói Tiềm Long bí cảnh nguy hiểm vô cùng, quả thực là địa phương vô cùng khủng bố, chỉ cần ngươi đi vào là khó có thể đi ra được. Lăng Hàn ra vẻ kinh ngạc hỏi, thực sự nguy hiểm như vậy sao? Còn không phải sao? Phó Tuấn Vĩnh thấy thế không khỏi vui mừng, thừa cơ nói tiếp. Lăng huynh, ngươi xem như vậy đi, thực lực của ta có lẽ mạnh hơn ngươi một ít, hơn nữa gia tộc còn ban cho ta một ít bảo vật hộ thân. Không bằng để ta thay ngươi đi lần này, ngươi yên tâm đi, mặc kệ ta có thu hoạch bao nhiêu, ngươi chín ta một. Ai bảo ta tâm đầu ý hợp với Lăng huynh cơ chứ? Chương 1915, chơi xấu, con mẹ nó, tiểu tử này thật là đen a. Triệu Bàng ít nhất còn xuất ra 1.000 tinh thạch, coi như là chân kim bạch ngân cũng được. Nhưng mà tên này lại muốn tay không bắt giặc, cái gì mà thu hoạch ngươi chín ta một, tin hắn, đến lúc đó hắn ta nhất định sẽ nói, ai, thật là không may, chỉ nhặt được 2 khối đá, như vậy ngươi chín ta một còn có ý nghĩa gì nữa. Lăng Hàn lập tức nghiêm túc cự tuyệt, nói, chuyện này làm sao có thể, ta và Tuấn Vĩnh huynh vừa quen đã thân, sao có thể để cho Tuấn Vĩnh huynh thay ta đi vào chỗ nguy hiểm như vậy. Ta lại ngồi mát ăn bát vàng, ngàn vạn lần không được. Phó Tuấn Vĩnh dò xét Lăng Hàn một lần, tên này nói vậy thật hay là giả vậy? Nếu nói là thật, tên này cũng quá ngây thơ, nếu nói là giả, biểu lộ này cũng quá chân thực. Hắn đành phải nói, Lăng huynh, ta đã nói với ngươi rồi, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn một chút, còn có gia tộc ủng hộ. nếu so với ngươi còn an toàn hơn nhiều lắm, ta cũng không thể để cho Tuấn Vĩnh Huynh mạo hiểm như vậy được. Vẻ mặt Lăng Hàn vô cùng chính nghĩa, nếu như Tuấn Vĩnh Huynh bị thương, vì vậy mà chết đi. Như vậy thê tử của Huynh phải làm sao đây? Không phải bị nam nhân khác trà đạp hay sao? Nữ nhi của Huynh làm sao bây giờ? Không phải gọi một nam nhân khác làm cha hay sao? Vạn nhất còn bị ngược đãi thì sao? Sau này không hương khói cho ngươi thì làm thế nào? Con mẹ nó, năng lực liên tưởng của ngươi cũng quá phong phú nha. Ta còn đang êm đẹp đứng đây ngươi lại trù ta như vậy. Ngươi nói hết chưa? Thế nhưng hết lần này tới lần khác Phó Tuấn Vĩnh không phát tác được. Lăng Hàn quan tâm như vậy, con ruồi này hắn nhất định phải mạnh mẽ nuốt xuống. Miệng hắn lệnh ra, bị người này trù bản thân chết trước mặt, hết lần này tới lần khác còn phải cảm tạ ân cứu mạng, chuyện này khiến cho hắn phiền muộn không thôi. Hắn chỉ ngây ngốc nhìn qua Lăng Hàn, bắt đầu hoài nghi liệu lúc trước có phải mình đã nói Tiềm Long bí cảnh nguy hiểm quá mức hay không. Làm cho hiện tại hắn không thể nào nói được gì, tại sao lại có người ngu như vậy, vì sao lại có tinh thần trọng nghĩa nặng như vậy chứ? Lăng huynh, hay là nghe ta khuyên một chút đi, không nên cố chấp như vậy. Hắn nói tới mỏi cả miệng câu này, Lăng Hàn thì cười ha hả nói, Tuấn Vĩnh Huynh đã kiên trì như thế, vậy chuyện kia cũng không phải là không thể được. Đồng ý, Phó Tuấn Vĩnh lập tức vui mừng, mời Lăng huynh nói, phải làm sao bây giờ? Chúng ta luận bàn một chút, nếu như thực lực ngươi mạnh hơn ta, vậy ta sẽ để cho Tuấn Vĩnh Huynh thay thế ta. Lăng Hàn nói, hắn cũng lười trêu đùa tên này. Phó Tuấn Vĩnh vội vàng gật đầu, hắn cảm thấy muốn đánh bại Lăng Hàn rất là dễ dàng, đối phương còn trẻ, hẳn là thiên phú chắc tuyệt, tiềm lực kinh người mới được Phó Cao Vân coi trọng. Mà cũng không phải là người thực lực mạnh tới đâu. Hai người tới sân, đứng đối diện nhau. Lăng huynh, ta sắp ra chiêu. Phó Tuấn Vĩnh nói, hắn cũng không muốn đánh Lăng Hàn thành trọng thương, bằng không cũng đừng mong người này giao danh ngạch ra. Lăng Hàn gật đầu nói, ta sẽ toàn lực ra tay. Ngươi toàn lực ra tay là tốt, ta sẽ khống chế. Phó Tuấn Vĩnh thì ra vẻ tất cả nằm trong khống chế, sau đó vươn một tay ra, lập tức đường vân đại đạo hiện lên, uy thế kinh người. Có thể được Phó Cao Vân cao trọng, quả thực hắn có thực tài. Tuy rằng Phó Tuấn Vĩnh này chỉ là chạm trần tầm thường, thế nhưng khoảng cách cách một đao hoàn mỹ kỳ thực rất gần. Nhưng bất kể như thế nào, chênh lệnh một đường vẫn không phải là chạm trần hoàn mỹ, chiến lực như trời và đất. Lăng Hàn cũng đánh ra một quyền, còn cố ý ra vẻ đổ đầy mồ hôi, tỏ vẻ toàn lực ứng phó. Cảm ứng lực một quyền này của Lăng Hàn, Phó Tuấn Vĩnh không khỏi có chút khinh thường. Chiến lực này quả thực yếu tới đắc thương, thực không biết Phó Cao Vân vừa ý Lăng Hàn này ở điểm nào, không ngờ lại nhét một danh ngạch Tiềm Long bí cảnh cho đối phương. Hắn đánh ra một quyền, Phó Tuấn Vĩnh chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng chấn động truyền tới, hắn không thèm để ý, muốn phát lực chôn vùi, nhưng lại phát hiện ra lực lượng bên trong quả thực rất yếu. Thế nhưng quy tắc trong đó lại vô cùng khủng bố, căn bản không phải là người hắn có thể chống lại. Lực lượng quy tắc đều là một bộ phận của chiến lực, mà từ khi chạm trần, quy tắc mới là vương đạo. Bất quá dưới tình huống bình thường, cũng không có võ giả nào bỏ qua tu luyện lực lượng. Bởi vì nó vẫn có quan hệ trực tiếp tới thực lực. Đồng thời lực lượng càng mạnh thì quy tắc cũng càng cường đại. Nhưng mà ai biết một quyền này của Lăng Hàn nhìn như yếu nhược, quy tắc lại hoàn toàn nghiền áp hắn. Không tốt, trong lòng hắn thầm kêu một tiếng, thế nhưng đã không kịp trốn tránh, đại đạo nghiền áp tới. Phốc một tiếng, hắn phun ra một búng máu, sắc mặt lập tức trắng bệch như một trang giấy. Ai nha, Tuấn Vĩnh Huynh, ngươi không sao chứ? Lăng Hàn tiến về phía trước, nói, thực sự ngại quá, ta dùng sức lớn hơn một chút, ta cho rằng Tuấn Vĩnh Huynh mạnh hơn ta một mảng lớn, ta tuyệt đối thật không ngờ. Hắn nói liên miên không dứt, khiến cho Phó Tuấn Vĩnh ngay cả tâm tư muốn chết cũng có. Ngươi nói hắn có oan hay không, bị người ta đánh cho thổ máu, hết lần này tới lần khác còn không phát tác được. Là chính bản thân hắn nói sẽ khống chế lực đạo, còn nói để cho Lăng Hàn toàn lực ứng phó. Cho nên cho dù bị đánh tổn thương cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào trong mà thôi. Quả thực bên cạnh là Lão Vương, bên người là Lão Tống A. Phó Tuấn Vĩnh xám xịt rời đi, Lăng Hàn cũng không ra tay nặng, hắn nghỉ ngơi tối đa 10 ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. Kế tiếp lại có người chạy tới đòi danh ngạch, có người tương đối khách khí, nguyện ý dùng tinh thạch, tiên dược, thậm chí là công pháp để đổi. Có người thì dùng tư thế bề trên yêu cầu Lăng Hàn giao ra danh ngạch. Đối với những người trước, Lăng Hàn cũng khách khí hơn một chút, mời đối phương về. Về phần loại người thứ hai, hắn trực tiếp đánh đối phương bay ra ngoài. Phanh, chấn động ầm ầm vang dội, cả trang viên như sắp sập, một lúc lâu sau mới ổn định lại được, một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên. Lăng Hàn ở đâu, còn chưa cút ra cho bổn tọa. Trong thanh âm ẩn chứa lực lượng đáng sợ, tuyệt đối không phải là cấp bậc chạm trần mà là cường giả phân hồn. Lăng Hàn đứng dậy rồi nhảy ra, Chương 1916, Nam Đấu Thạch Dương Thủy. Ở cửa lớn có một người trẻ tuổi đang chắp tay đứng. Nói là người trẻ tuổi, thế nhưng nhìn tình huống của hắn, ít nhất cũng phải sống mấy trăm ức năm, thậm chí hơn ngàn ức năm cũng có thể. Nhìn tuổi trẻ, chỉ có thể nói thời gian hắn tiến vào trảm trần cảnh tương đối trẻ tuổi, cho nên dung nhan cố định, vĩnh viễn còn trẻ như vậy. Có một ít cường giả vì muốn làm mình trở nên uy nghiêm hơn một chút, cố ý khiến cho dung nhan trở nên biến hóa. Hiển nhiên người này không có làm vậy. Sau lưng người trẻ tuổi này còn có một người, mà người này Lăng Hàn nhận ra. Phó Chính Đồng, đánh nhau chịu thiệt lại gọi cường giả phân hồn tới đòi lại mặt mũi sao? Thực sự là thua không chịu nổi. Chẳng lẽ về sau mỗi một lần ngươi mâu thuẫn, không đánh lại người khác sẽ về nhà khóc lóc, mời trưởng bối suốt đầu hay sao? Ngươi là Lăng Hàn, cường giả phân hồn cảnh kia lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, hắn là Phó Tư Viễn. Là người cùng mạch với Phó Chính Đồng. Bất quá chênh lệch rất nhiều đời, bởi vì tất cả mọi người sống quá lâu, cho nên cũng mặc kệ bao nhiêu đời, chỉ dùng tộc gia để gọi mà thôi. Lăng Hàn chỉ nhìn đối phương, không có mở miệng. Tộc gia ta đang hỏi ngươi đó. Phó Chính Đồng không nhịn được quát mắng, tiểu tử này sao lại to gan lớn mật như vậy? Lăng Hàn ồ lên một tiếng, nói, hóa ra ngươi đang nói chuyện với ta. Ha ha, thái độ của ngươi là gì vậy? Trong lòng Phó Chính Đồng bốc hỏa, hắn không rõ một tiểu bối không có bối cảnh như vậy. Trảm trần nhìn thấy phân hồn cảnh không phải sẽ sợ tới mức cái rắm cũng không dám thả hay sao? Hắn trầm giọng nói, ngươi dùng thủ đoạn ám muội đánh bại Chính Đồng, hiện tại bổn tọa muốn các ngươi đánh lại một lần nữa. Ám muội sao? Trong lòng Lăng Hàn cười lạnh, tên này thua không chịu nổi, không ngờ lại lấy cớ như vậy. Hơn nữa Phó Chính Đồng muốn đánh lại, chỉ cần một người là đủ. Vì sao lại còn muốn kéo một cường giả phân hồn cảnh tới? Không phải là vì muốn trấn nhiếp Lăng Hàn sao? Ngươi dám thắng sao? Thắng thì phải đối mặt với lửa giận của một vị cường giả phân hồn cảnh. Thậm chí lúc chiến đấu Phó Tư Viễn còn có thể động tay động chân, tin rằng đại bộ phận người trong học cung đều là trảm trần mà thôi. Căn bản không thể nào nhìn ra hắn động tay động chân. Đây rõ ràng là muốn bắt nạt người ta. Được, vậy thì tái chiến một hồi. Lăng Hàn ra vẻ tùy ý nói. Phó Tư Viễn và Phó Chính Đồng dường như đã dự liệu từ trước được chuyện này. Trong mắt bọn hắn, Lăng Hàn tự nhiên không thể nào cự tuyệt yêu cầu của một cường giả phân hồn cảnh. Phó Chính Đồng cảm thấy mình thua oan uổng, chiến lực của hắn cũng không yếu hơn Lăng Hàn. Chỉ là đối phương có được một kiện chuẩn tiên khí cao giai hơn mà thôi, như thế mới đánh cho hắn mình đầy thương tích. Bất quá lúc này mọi người đều dùng chuẩn tiên khí, mà hắn lại được trưởng bối ban cho một kiện bảo vật, có thể trợ giúp hắn tất thắng. Hắn và Lăng Hàn chiến đấu không chỉ đại biểu riêng bọn hắn mà còn đại biểu cho Phó Cao Vân và Phó Thông Hải tranh đoạt vị trí thừa kế gia chủ. Người thừa kế càng xuất sắc, đương nhiên càng hấp dẫn được người mạnh mẽ gia nhập liên minh. Trái lại, chất lượng tùy tùng cũng phản ứng thực lực của người thừa kế. Bọn hắn đi ra khỏi trang viên, Phó Tư Viễn hét lớn một tiếng, chấn động khắp nơi. Rất nhanh đã có người bay vụt tới, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều, tất cả đều là bị kinh động ra. Chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đều hỏi, bọn họ không rõ ràng tình huống cho lắm. Phó Tư Viễn thì nói rõ, đây chẳng qua chỉ là luận bàn mà thôi. Luận bàn, vậy sao lại phải kinh động một vị cường giả phân hồn cảnh chứ? Tất cả mọi người đều hiếu kỳ cho nên có chút hứng thú nhìn xem. Lăng Hàn và Phó Chính Đồng đứng đối diện nhau. Lăng Hàn, trước đó ngươi ỷ vào chuẩn tiên khí mạnh hơn ta, chiếm chút thượng phong. Hôm nay chúng ta sẽ so đấu thuật pháp, dùng thực lực chân chính phân cao thấp. Phó Chính Đồng nói, trên mặt hiện lên vẻ không phục. Quả thực hắn cảm thấy mình oan uổng, bởi vậy lần này hắn muốn thắng một cách gọn gàng. Lăng Hàn nhún vai nói, ngươi đá hay không, có cần phải nói nhảm nhiều như vậy không? Đợi chút nữa thua chẳng khác nào là tự vả vào mặt mình a. Phó Chính Đồng hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, một con rồng nước từ trong cơ thể hắn tuôn ra, sáng óng ánh, long lanh. Mỗi một khối long lân trên thân đều là do ký hiệu đại đạo tạo thành, uy thế kia cực kỳ đáng sợ. Nam Đấu Thạch Dương Thủy, lập tức có người lên tiếng kinh hô, thủy chi đại đạo trải qua ức vạn năm diễn hóa, thông linh hóa hình. Ồ, như vậy cũng có thể dùng sao? Nam Đấu Thạch Dương Thủy là linh vật thiên địa bao trùm ra. Bản thân là vật đại bổ, nếu như võ giả luyện hóa, chẳng những khiến cho nguyên lực tăng trưởng như bão tố mà còn có thể làm tăng nắm giữ quy tắc thủy hệ trên phương diện rộng. Chỉ là bảo vật như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, ngay cả tiên vương cũng không nhất định đạt được. Nhưng mà Nam Đấu Thạch Dương Thủy lại còn có thể tiến hóa, mở linh trí, tạo thành sinh mạng thể. Như vậy sẽ rất khủng bố, nghe nói loại linh vật thiên địa như vậy, mạnh nhất thậm chí còn có thể đạt tới cấp bậc thăng nguyên, chính là người mạnh nhất dưới tiên vương. Nếu như có thể đột phá lên tới tiên vương, như vậy cũng không còn là linh vật thiên địa, mà là bổn nguyên chi lực. Như tổ hỏa, như mẫu thủy vậy, Cho nên hiện tại Phó Chính Đồng đột nhiên tế ra Nam Đấu Thạch Dương Thủy, hơn nữa rõ ràng đã hình thành linh trí, chuyện này chẳng phải dọa người hay sao? Không, Nam Đấu Thạch Dương Thủy này linh tính chưa đủ, không giống như chính thức diễn hóa ra sinh mạng. Có người mắt tinh, lập tức nhìn ra mánh khóe. Hẳn là khi hình thành linh trí bị đại nhân nhân thuộc mạch của Phó Chính Đồng bắt gặp, ngắt quá trình này, cho nên có linh rồi lại linh tính chưa đủ. Bất quá ngay cả như vậy, đây cũng là Nam Đấu Thạch Dương Thủy hình thành linh của mình, uy lực đáng sợ tới kinh người. Phó Chính Đồng ngạo nghễ nói, Nam Đấu Thạch Dương Thủy này là thứ lão tổ nhất mạch bọn hắn trước đó trong lúc vô tình đạt được, cũng không có mấy người biết rõ chuyện này. Nếu không phải hắn mất mặt quá mức, cũng không có nắm chắc trấn áp Lăng Hàn, như vậy cũng không có khả năng xin từ chỗ lão tổ được. Hiện tại trực tiếp tế ra là vì muốn một kích đắc thắng. Dòng nước rít gào, uy thế kinh người, ít nhất cũng đạt tới cấp bậc phân hồn. Chương 1917, ăn trộm, như vậy làm sao đối kháng? Tất cả mọi người lắc đầu, đừng nói là chảm trần, ngay cả cường giả cấp bậc dương hồn cũng không thể địch lại. Sắc mặt Lăng Hàn lại vô cùng cổ quái, bởi vì có một cỗ lực lượng trong cơ thể hắn đang dục dịch. Huyền Âm Mẫu Thủy, đây là mẫu của vạn thủy trong tiên vực, là bổn nguyên. Hiện tại Huyền Âm Mẫu Thủy đang phát ra ý niệm tham lam trong đầu, muốn cắn sạch đầu rồng nước này. Bởi vì Huyền Âm Mẫu Thủy đã là bổn nguyên chi lực của Lăng Hàn, cho nên Lăng Hàn có thể biết rõ. Hắn có thể thôn vệ được Nam Đấu Thạch Dương Thủy này, bởi vì cấp độ còn hơn thiên địa linh vật trong tay đối phương. Các ngươi bắt nạt người ta như vậy không thấy xấu hổ sao? Không sợ sau này sinh con không có lỗ đít sao? Thanh âm tràn ngập khinh thường truyền tới, chỉ thấy một nữ tử mỹ mạo từ trong đám người đi ra. Là Tư Đồ Tiểu Trân, kỳ thực không cần nhìn người tới, nữ nhân nói chuyện biêu hãn như vậy căn bản không có mấy người. Tiểu Trân cô nương, khi nhìn thấy Tư Đồ Tiểu Trân, tất cả mọi người liên tục gọi. Tư Đồ Tiểu Trân chỉ là nhất trảm mà thôi, thế nhưng nàng lại có một gia gia là đan sư tam tinh, lập tức khiến cho địa vị của nàng tăng lên vô số lần. Đan sư tam tinh, ngay cả gia chủ đại nhân gặp cũng Faria khách khí. Quả thực, chỉ có Tư Đồ Tiểu Trân bắt nạt người khác mà không ai dám bắt nạt lên trên đầu nàng, bằng không chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Bởi vậy nàng đi ra lo chuyện bao đồng như vậy làm cho Phó Tư Viễn lập tức nhíu mày. Đây là tiểu tổ tông a, nhà đầu, sao ngươi lại chạy tới? Phó Tư Viễn cười ha hả, nói, tuy rằng hắn tự cho mình là trưởng bối, nhưng mà lại tự hạ mình rất thấp, bộ dáng bình dị gần gũi. Nhà đầu là để cho ngươi gọi sao? Tư Đồ Tiểu Trân suy một tiếng, lão đầu, sao ngươi không tiểu ra một bãi rồi làm tấm gương mà soi xem? Lớn lên bộ dáng không đứng đắn, bớt lôi kéo làm quen đi, bổn cô nương không biết ngươi. Phó Tư Viễn lập tức giận dữ, hắn từng nghe nói qua tiếng xấu của Tư Đồ Tiểu Trân, nhưng mà phải tự mình gặp nha đầu này mới biết được mồm của nha đầu này kinh người tới nhường nào. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không phát tác được. Người nào mà không biết Tư Đồ Đường chỉ có một cháu gái như vậy. Nếu ai dám bắt nạt cháu gái hắn, mặc kệ ngươi có lý hay không, lão đầu này đều sẽ đích thân ra trận, đánh nhau với ngươi. Một vị đan sư tam tinh, bất kể thực lực của hắn thế nào, ngươi dám động vào một sợi tóc của hắn sao? Nếu như ngươi dám động thủ, cam đoan gia chủ Phó gia cũng sẽ ra tay. Nhà đầu ngươi, Phó Tư Viễn cố nắn ra nụ cười, phất tay nói. Không nên hồ đồ, đây là luận bàn công bằng, hắc hắc, công bằng. Tư Đồ Tiểu Trân cười lạnh, tuy rằng nàng nói chuyện không biết giữ miệng nhưng lại là người có tinh thần trọng nghĩa, nhìn không vừa mắt là lập tức nói thẳng ra, chưa bao giờ che giấu. Lăng Hàn, đi theo ta, nàng nói với Lăng Hàn, bổn cô nương muốn nhìn xem, ai dám ra tay với ngươi. Lăng Hàn không khỏi phiền muộn, tinh thần trọng nghĩa của nha đầu kia cũng quá siêu cường, rất hợp khẩu vị của hắn. Nhưng vấn đề là hắn còn muốn thôn vệ đạo linh thủy kia, lại bị ngươi cưỡng ép dừng chiến, như vậy ta phải làm sao bây giờ? Không cần, luận bàn một chút mà thôi. Hắn khoát tay, Huyền Âm Mẫu Thủy truyền đạt xúc động muốn thôn vệ, xúc động ngày càng lúc càng mãnh liệt. Đây là bổn nguyên chi lực của hắn, kỳ thực chính là nhu cầu của bản thân hắn. Tư Đồ Tiểu Trân lập tức sững sờ, nói, ngươi ngốc sao, đây chính là Nam Đấu Thạch Dương Thủy, hình thành linh trí, ngươi cho rằng đây chỉ là một kiện tiên bảo bình thường thôi sao? Nói nhảm, nếu không phải là Nam Đấu Thạch Dương Thủy thì hắn cần làm gì? Lăng Hàn mỉm cười, nói, ta chưa từng thấy đồ vật như vậy, cho nên mới muốn lĩnh giáo một chút. Ngươi, ngu ngốc, Tư Đồ Tiểu Trân chỉ về phía Lăng Hàn, nói, ngươi, bổn cô nương mặc kệ ngươi. Nàng tức giận chạy đi, tất cả mọi người đều buồn bực, người đã có Tư Đồ Tiểu Trân là hậu thuẫn, vì sao lại không thừa cơ không đánh nữa chứ? Chẳng lẽ tên này là kẻ ngu ngốc thật sao? Ngay cả Phó Tư Viễn cũng cảm thấy kỳ quái, hắn không tin người có thể chảm trần lại là kẻ ngu, chỉ là mặc hắn suy nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra Lăng Hàn có biện pháp gì đối kháng với Nam Đấu Thạch Dương Thủy. chẳng lẽ người còn có những tiên bảo linh vật thiên địa như Dạ Xoa Hỏa, Lục Nhâm Lỗi hay sao? Nói giỡn sao? Bởi vậy Phó Tư Viễn ngẫm lại, cũng không có ngăn cản. Thể diện nhất định phải lấy trở lại, nếu không trên mặt nhất mạch bọn hắn không có ánh sáng, mất mặt chết. Phó Chính Đồng hét lớn một tiếng rồi phóng về phía Lăng Hàn, hắn đã không còn kiên nhẫn đợi được nữa. Oanh, dòng nước rít gào, đây là linh vật thiên địa. Phát triển tới cực hạn thậm chí còn có thể đạt tới cấp bậc thăng nguyên. Hiện tại tuy rằng trên đường đột phá bị hao tổn, nhưng mà vẫn có uy lực của phân hồn cảnh. Thủy chi đại đạo trong đó tuyệt đối là chí bảo. Đáng tiếc bởi vì chỉ đạt tới phân hồn cho nên không có khả năng từ thứ này tìm hiểu ảo diệu của tiên phủ cảnh, bằng không còn lợi lớn hơn. Trái lại, nếu như thực sự nó hoàn hảo, không chút sứt mẻ, như vậy Phó Chính Đồng cũng không có khả năng xin được tới. Không sợ kinh động thế lực thăng nguyên cảnh trực tiếp cướp đoạt hay sao? Dòng nước đánh úp lại, xu thế không thể ngăn cản. Lăng Hàn triển khai điện thiểm, giao đấu với Phó Chính Đồng. Thế nhưng dòng nước quá mạnh mẽ, đó là cấp bậc phân hồn, thậm chí không chỉ là dương hồn mà còn có khả năng đạt tới âm hồn. Không tránh né, hắn bị dòng nước đập tới, cuốn vào trong. Nhưng mà chuyện khiến cho người ta mở rộng tầm mắt diễn ra. Lăng Hàn giống như không bị làm sao, mặc cho dòng nước tàn sát bừa bãi thế nào nhưng hắn cũng không thèm để ý. Giống như thứ này căn bản không phải là cấp bậc phân hồn, mà chỉ là tiểu chút chít cấp bậc sáng thế cảnh mà thôi. Hết, tất cả mọi người đều khiếp sợ, vẻ mặt ngốc trệ, chuyện này sao có thể khiến cho bọn họ tiếp nhận được chứ? Lăng Hàn thì vô cùng thoải mái, mỗi một lần giao phong với dòng nước, hắn đều rút ra một bộ phận lực lượng quy tắc trong đó hóa thành bổn nguyên của mình. Mà trong quá trình này, tích lũy nguyên lực của hắn cũng nước lên thì thuyền lên. Trong miệng mọi người, nguyên lực lúc này đã thối lui, không còn địa vị quá cao nữa. Nhưng mà vẫn phải cần có thời gian tích lũy, tặng không cho bản thân giống như lúc này ai mà không muốn cơ chứ. Chương 1918, biến cố thượng. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là làm lớn mạnh bổn nguyên. Nếu như Lăng Hàn muốn tìm hiểu lực lượng quy tắc, ít nhất hai đại đạo thủy, hỏa này hắn có thể tham chiếu chính bổn nguyên của mình. Bởi vì hai thứ này, bản thân vốn là cấp bậc tiên vương. Tìm hiểu thiên địa và tìm hiểu bản thân, độ khó có thể giống nhau sao? Có thể nói, trước khi tiến vào tiên vương, tốc độ tu luyện của Lăng Hàn so với người khác nhanh hơn gấp ngàn lần, vạn lần. Không có biện pháp, ai có thể xa xỉ luyện hóa một loại thiên địa bổn nguyên cơ chứ? Lịch đại tiên vương trong lịch sử cũng không có mấy người có thể làm được. Thoải mái, Lăng Hàn không ngừng lần lượt giao phong, không ngừng rút ra thủy chi lực từ đầu dòng nước kia. Nhìn như bọn hắn đánh kịch liệt, nhưng mà đầu dòng nước kia lại không ngừng suy yếu. Nếu như Nam Đấu Thạch Dương Thủy này thực sự khai hóa linh trí, vậy tuyệt đối nó sẽ không đấu với Lăng Hàn như vậy. Ngu ngốc sao, thế nhưng hết lần này tới lần khác, lúc nó khai hóa linh trí lại bị lão tổ của Phó Chính Đồng thu lấy, đánh gãy quá trình mấu chốt này. Bởi vậy nó chỉ có thể ngốc nghếch chiến đấu với Lăng Hàn mà thôi. Nó càng đánh càng yếu, nhưng mà Lăng Hàn lại sảng khoái tới chết. Hắn chỉ cảm thấy nguyên lực dồi dào, có cảm giác như muốn bành trướng. Nếu như không đột phá, đan điền hắn không đủ lớn, không có cách nào đu ôm nạp thêm tinh thần, thêm nguyên lực nữa. Dừng tay, Phó Tư Viễn nhúng tay, hắn nhướng mày nói với Phó Chính Đồng. Toàn lực công kích ta, Phó Chính Đồng giật mình sau đó cũng tỉnh ngộ lại. Chuyện này bất thường nha, Nam Đấu Thạch Dương Thủy sao lại không dùng được như vậy? Ngay cả một chảm trần nho nhỏ cũng không dọn dẹp được. Hắn vận dụng dòng nước, đánh về phía Phó Tư Viễn. Oanh, dòng nước ngưng tụ thủy nguyên thiên địa, thanh thế to lớn. Thế nhưng một kích đánh ra lại làm cho Phó Tư Viễn cảm thấy kinh ngạc, bởi vì một kích này của dòng nước nhìn như uy lực cực lớn, thanh thế rất lớn, trên thực tế chỉ có lực phá hoại của tứ chảm sơ kỳ mà thôi. Hắn như bừng tỉnh, khó trách Lăng Hàn lại có thể đối kháng với đầu dòng nước này, hóa ra đầu dòng nước này căn bản chỉ là mặt hàng bất nhập lưu. Nam Đấu Thạch Dương Thủy, ha 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 ha, mọi người chung quanh buồn cười, làm cho cười cả buổi, còn tưởng rằng sẽ ngay lập tức thu thập được đối phương, ai ngờ vừa lên ngựa đã ngã rồi. Sắc mặt Phó Tư Viễn tái nhợt, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thời gian thả ra quá lâu? Bay hơi, hừ, hắn vung tay áo lên, nếu như hắn tự thân trấn áp Lăng Hàn là lấy lớn hiếp nhỏ. Phó Thông Hải nhất mạch có phân hồn cảnh, chẳng lẽ nhất mạch của Phó Cao Vân không có? Gia tộc có quy củ của gia tộc. Tranh đấu cạnh tranh vị trí gia chủ chỉ có thể giới hạn trong cấp độ chảm chân, bằng không đại nhân vật gia tộc sẽ nhúng tay vào, xử phạt nghiêm khắc. Đi, hắn quay người rời đi, Phó Chính Đồng cũng vội vàng đuổi theo, thực lực bản thân hắn vừa rồi không có siêu việt Lăng Hàn, hơn nữa lại thêm có chuẩn tiên khí, không có Nam Đấu Thạch Dương Thủy, sao hắn có thể báo được thù chứ? Hắn xám xịt theo Phó Tư Viễn rời đi, Lăng Hàn nở nụ cười, lần này thực sự lợi nhuận lớn. Hắn quay lại trang viên, lập tức tiến vào trong hắc tháp. Ngồi dưới luân hồi thụ vận chuyển công pháp, đem nguyên lực ngập tràn trong cơ thể luyện hóa vào trong thân thể, xương cốt. Hiện tại nguyên lực tích lũy của hắn đã đạt tới nhị trảm đỉnh phong, thì nhưng phương diện đạo tắc lại chưa đuổi kịp. Bởi vậy không có cách nào đột phá, chỉ có thể đợi mà thôi. Trong cơ thể hắn có ba đạo bổn nguyên chi lực đan xen. Thủy, hỏa, lôi, thủy, hỏa đều là bổn nguyên thiên địa hình thành, là lôi thì là do nuốt lôi kiếp dịch, yếu thế hơn thủy, hỏa. Bởi vậy thủy hỏa chiến cứ 9 thành địa bàn, lôi chỉ có 1/10 mà thôi. Lăng Hàn quan sát thủy chi bản nguyên, sau khi hấp thu đại bộ phận tinh hoa của Nam Đấu Thạch Dương Thủy, thủy chi bản nguyên cũng lớn mạnh thêm một tia. Thế nhưng bởi vì cấp độ bản thân rất cao cho nên tăng trưởng cũng không phải quá lớn. Nhưng mà tăng lên một tia cũng là tốt, có lẽ vốn bản thân chỉ là tiên vương nhất trọng, nhưng mà sau khi hấp thu có thể trở thành tiên vương nhị trọng thì sao a? Đương nhiên Lăng Hàn nghĩ vậy là hơi nhiều. Lăng Hàn luyện hóa nguyên lực bạo động trong cơ thể vào trong xương cốt, trong máu. Đây là cách làm của thể tu, dùng nguyên lực rèn luyện thân thể. Sau khi trở thành trảm trần, bởi vì tích lũy nguyên lực không còn quan trọng, tất cả trảm trần có rất nhiều người dùng nguyên lực tôi luyện thân thể. Nói như vậy, bắt đầu từ trảm trần, mỗi một võ giả đều là thể tu. Chỉ là khí lực mạnh yếu khác nhau một chút mà thôi. Nửa ngày sau, Lăng Hàn dừng lại, hắn lắc đầu, dù có luân hồi thụ trợ giúp, trong cơ thể lại có hai đạo bổn nguyên thiên địa, thế nhưng muốn đạt được đủ lĩnh ngộ, trùng kích tam trảm, vậy ít nhất cũng là chuyện ngàn năm sau. Chậm, không có chậm một chút nào. Ngươi nhìn Mạo Đại thanh danh hiển hách mà xem, từ lúc bước vào trảm trần cho tới tam trảm đỉnh phong cũng mất 3 ức năm a. Muốn tăng tốc độ lên, có thể phục dục chân tiên dược là được, hay là như tiên dục trì của Hàn gia, như vậy cảm ngộ cảnh giới sẽ cuồn cuộn mà tới, chỉ cần không phải là kẻ đần cũng có thể khiến cho tu vi tăng lên như là bão táp. Lăng Hàn cảm khái, bản thân hắn là người mang trí bảo, nhưng mà muốn tăng tu vi lên nhanh vẫn cần phải đi lưu lạc ở các di tích cổ, thu hoạch cơ duyên. Áp lực của hắn cũng quá lớn, nếu không, 1000 năm có thể vượt qua một cảnh giới nhỏ, ngay cả vương giả trẻ tuổi như Trưởng Tôn Lương, Phó Cao Vân cũng rất vui vẻ rồi, tuyệt đối sẽ không ngại chậm. Triệu Bàng mời một vị đại nhân vật Triệu ra tới, muốn tạo áp lực cho Lăng Hàn. Kết quả Tư Đồ Tiểu Trân chạy về nói cảnh ngộ của Lăng Hàn khiến cho hai vị đan sư tam tinh vô cùng bất mãn, liên tục chạy tới gia chủ Phó gia cáo trạng. Kết quả Triệu gia trở thành chim đầu đàn, bị hung hăng phê bình một hồi. Lúc này mọi người mới biết, hóa ra không phải là Lăng Hàn không có bối cảnh, mà đứng sau hắn là hai vị đan sư. Lúc này không còn ai dám chê chọc Lăng Hàn, cũng làm cho không ít người Phó gia coi trọng Phó Cao Vân. Thoáng cái, rất nhiều chi nhánh lắc lư bất định, lại thêm những thế lực phụ thuộc trước đó im hơi lặng tiếng dựa vào Phó Cao Vân. Cũng làm cho ba người thừa kế khác cảm nhận được áp lực rất lớn. Chương 1919, biến cố hạ. Đương nhiên Phó Cao Vân rất là vui vẻ, hắn kết giao với Lăng Hàn chỉ là thưởng thức thái độ lầm người của Lăng Hàn. Lúc ấy căn bản không biết Lăng Hàn là một thiên tài đan đạo, lại mang tới trợ giúp lớn như vậy cho hắn. Vì báo đáp Lăng Hàn, hắn nhiệt tình vơ vét thần thiết nhị thập giai cho Lăng Hàn, một mặt khác cũng phái thêm người ra, đi tìm hiểu tung tích của Côn Bằng Cung. Dưới tình huống gióng trống khua chiêng như vậy, rất nhanh đã có thu hoạch. Thần thiết chỉ cần có tiền là có thể mua được, mà tin tức về Côn Bằng Cung thì cũng từ đằng xa truyền tới. Đó là thành trì gần vô tận hải vực, có thương nhân đi qua Tây Tiên Vực. Chỗ ở hiện tại của Lăng Hàn là Đông Tiên Vực, mà Côn Bằng Cung thì ở Tây Tiên Vực, thế nhưng qua vô tận hải vực là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Trên biển có nhiều tiên thú, chí tiên vương cấp cũng có. Dùng thực lực của Lăng Hàn hiện tại, vượt biển căn bản chính là muốn chết. Hắn phải đi theo với thương đội, phải dùng một món tiền khổng lồ vượt biển. Chút tiền ấy quả thực Lăng Hàn không đặt ở trong lòng, thế nhưng chỉ có tiền thôi còn chưa đủ. Không ai có thể cam đoan vượt biển với thương đội là an toàn nhất. Ngay cả một ít thế lực lớn khai thông con đường trên biển, trong quá trình vượt biển cũng nói rõ cho người biết. Nếu như trong quá trình vượt biển gặp vấn đề gì thì tự phải chịu hậu quả. Nếu như thực sự gặp phải tình huống đó, Lăng Hàn chỉ có thể trốn vào trong hắc tháp, nói không chừng khi đi ra cũng sẽ lọt vào trong công kích. Lăng Hàn cân nhắc rất lâu, quyết định ít nhất phải đạt tới phân hồn cảnh rồi mới lại đi vượt biển. Bởi như vậy chẳng những hệ số an toàn tăng lên cao, hơn nữa hắn cũng nhận nhân tình của Phó Cao Vân. Nếu như hiện tại hắn vỗ mông rời đi, thế mà Phó Cao Vân vừa mới ngưng tụ thành nhất định sẽ sụp đổ. Lăng Hàn cũng không phải là người làm việc giữa chừng rồi bỏ, vừa vặn, nhìn xem thu hoạch trong Tiềm Long Bí Cảnh lần này có thể nhanh chóng giúp hắn đột phá tam trảm hay không. Nếu như vậy cũng không cách phân hồn cảnh quá xa nữa. Hiện tại hắn đang đợi tới lúc Tiềm Long Bí Cảnh mở ra. Cách một đoạn thời gian trong Thiên Long Học Cung đều có một vị cường giả tới diễn giải, bất quá chỉ là phân hồn cảnh. chỉ có rất ít tình huống mới thấy cường giả tiên phủ xuất hiện. Thi thoảng Lăng Hàn cũng đi nghe một chút, chủ yếu là lý giải phân hồn cảnh là thứ gì. Giống như Trảm Trần, phân hồn cũng phải đi tới một nơi đặc biệt trong tiên vực, cũng không phải bế quan là xong. Con người tính hay quên, oanh động mà Lăng Hàn tạo thành rất nhanh đã chìm xuống, dù sao hắn rất điệu thấp, cũng không có ai đi trêu chọc hắn nữa. Hiện tại người khiến cho mỗi người trong học cung vừa nhắc tới sẽ mắng chửi hai câu chính là Đại Hắc Cẩu mặc nội y. Đầu Đại Hắc Cẩu này thực sự quá là âm hiểm, hãm hại lừa gạt, việc ác bất tận, hơn nữa lại trơn trượt vô cùng, căn bản không có ai bắt được nó. Chuyện này cũng khiến cho Đại Hắc Cẩu có thêm một tầng thần bí, trở thành một truyền thuyết trong học cung. Đối với chuyện này Lăng Hàn chỉ có thể đổ mồ hôi lạnh mà thôi. Một tháng sau, Lăng Hàn đón tiếp một khách nhân. Hàn thiếu, ta tên là Liễu Hoài Ngọc, đây là một nữ tử xinh đẹp, hơn nữa còn có một cỗ mị hoặc dụ người. Vừa mới gặp mặt nàng lần đầu sẽ muốn bổ nhào vào nàng, hung hăng tiến vào trong thân thể nàng. Trong lòng Lăng Hàn lại rùng mình, hắn có được thê tử tuyệt mỹ như nữ hoàng, có nữ nhân nào có thể khiến hắn không khống chế được mình cơ chứ? Nữ nhân này tu luyện mị công, cho nên mỗi một hành động mới tỏ vẻ quyến rũ như vậy. Hải thiếu cho mời, nàng nũng nịu nói. Hải thiếu, Phó Thông Hải, trong lòng Lăng Hàn thầm đoán, bởi vì quan hệ với hắn cho nên gần đây Phó Cao Vân như mặt trời ban trưa, thế quá lớn. Hai vị đan sư tam tinh ủng hộ, uy lực quá lớn a. Nhưng chính bởi vì như vậy lại làm cho Phó Thông Hải đứng ngồi không yên. Nếu tiếp tục như vậy, Phó Cao Vân thượng vị là chuyện đã định. Lăng Hàn mỉm cười nói, dường như ta không có chuyện gì có thể trao đổi với Phó Thông Hải a. Làm sao có thể không có được chứ? Liễu Hoài Ngọc cười như tiên thiên, như là trăm hoa đua nở, mị hoặc không thể nói hết. Mỹ thuật của nàng hiển nhiên cực kỳ thượng thừa, không dựa vào bán da thịt, cũng không dựa vào tứ chi tiếp xúc. Mỗi một cái nhăn mày, một nụ cười cũng cực kỳ động lòng. Chỉ cần là nói chuyện, chung quy đều có chủ đề. Nữ tử này vén tóc một cái, làm lộ ra cái tai trắng như tuyết của nàng. Tai giống như trong suốt, rồi lại lập tức bị tóc đen che khuất, làm cho người ta tâm động mắt ngứa ngáy. Lăng Hàn lắc đầu nói, hay là thôi đi, Hàn thiếu, ngài đang làm cho ta khó xử sao? Liễu Hoài Ngọc ra vẻ ai oán, thế nhưng vẻ mặt nàng lúc này chẳng những sẽ không làm cho người ta đồng tình, ngược lại còn khiến cho trong lòng người ta sinh ra xúc động mãnh liệt, muốn hung hăng trà đạp nàng, thỏa thích chiếm hữu thân thể thành thục, đầy đặn, ngạo nhân của nàng. Lăng Hàn không có tỏ vẻ gì, mị công của Liễu Hoài Ngọc này quả thực cường đại, hoàn toàn dung hợp với mị lực của bản thân vào một chỗ. Thế nhưng mỗi ngày hắn đều nhìn thấy nữ hoàng, như vậy định lực bồi dưỡng được kinh người tới đâu chứ? Hắn cười nhạt một tiếng, nói, mời Liễu cô nương trở về. Hàn thiếu sợ hai vị phu nhân ghen sao? Liễu Hoài Ngọc cười, che cái miệng nhỏ nhắn rồi nói, dùng thiên tư thần võ của Hàn thiếu, đừng nói chỉ có hai vị phu nhân, cho dù là 200 vị cũng hoàn toàn xứng đôi. Hơn nữa, nàng mị nhãn như tơ, vừa rồi chúng ta còn chưa làm gì. Tạm biệt, những lời này của nàng tràn ngập mập mờ, hiện tại không có làm gì, nhưng mà đợi chút nữa không phải có thể làm gì hay sao? Lăng Hàn phất phất tay, nói, người đâu, tiễn khách. Hàn thiếu, Liễu Hoài Ngọc vội vàng bước lên phía trước, nắm lấy cánh tay hắn, nhẹ nhàng lung lay, sau đó đem thân thể mềm mại dán vào cánh tay Lăng Hàn. Không nên tuyệt tình như vậy nha, ngài nói thế nào ta cũng chiều theo ngài mà. Ánh mắt nàng rưng rưng, cặp môi đỏ mỏng, chỉ là nhìn qua lại giống như một đoàn hỏa diễm, có thể thiêu đốt lửa dục của người ta. Cánh tay của Lăng Hàn có thể cảm nhận được hai cái bánh bao lớn của Liễu Hoài Ngọc, nhưng mà hắn vẫn kiên định rút tay ra, nói, còn không mau tiến khách. Hàn thiếu, Liễu Hoài Ngọc nói, thu hồi vẻ mị hoặc của bản thân mình. Giờ phút này trên mặt nàng chỉ có vẻ nghiêm túc, giống như là liệt nữ không thể xâm phạm vậy.